mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhắng. Rồi đây rồi, vâng, như vậy là AC dành cho anh chủ Chim Sẻ ngay trận đấu đầu tiên này, một đội bình quân rất là tuyển và một đội bình quân sở trường dành cho anh chủ Chim Sẻ, và anh cùng chờ đợi quân dành cho game thủ bên phía Vitamin Network AOE. Và đây là bỏ quả, sau kèo này sẽ chỉ còn 249 kèo thôi, cố lên. Quả đang có là 7 cây dành cho game thủ Chim Sẻ với một bài AC mà nó hơi dốc một chút xíu anh em ạ. Và anh cũng chờ đợi Chim Sẻ đang soi quân để có thể dễ dàng biết quân của cả 8 game thủ ở trong trận đấu đầu tiên này. Chỉnh ra đăng quả nháy quân cái nào. Ban hit Sam Egypt à? Và như vậy bên kia sẽ là ban của Truy Mệnh này, hit T của Mạnh Hào, Summer của game thủ Vitamin U98 và Egypt của nó một quân đội bạn khá đẹp sẽ cầm AC đây rồi. Chúng ta sẽ có bàn máy của rapper Xuân Thứ và đấu được cầm Sumerian. Bài đấu được cầm Summer dành cho game thủ Xuân Thứ. Gandhi sẽ là bài đấu được cầm Sen. Và cuối cùng là Wizard với bài đấu cầm AC nữa. Hai AC, một Sen, một Summer, như vậy quân bên mình cũng khá là ok đúng không anh em? Trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay và rất mong anh em cho Simulac một xe. Như vậy là trận đấu này thì game thủ Xuân Thứ dường như sẽ là người dâng lời cho Wizard đánh cung. Còn Gandhi sẽ chém đầu cánh còn lại, sẽ thì sẽ là cung chủ lực của chúng ta. Nếu như đánh về một thế trận đời 4, chúng ta sẽ thọt hơn so với đối phương thôi. Nhưng đánh về một cái thế trận đời 3 thì bên mình vẫn rất là ok. Với hai chất quân đó chính là AC, thêm một con Seng nữa. Rất là tuyệt vời, bên kia có Pan thì chắc là cân lại xem bên mình. Chúng ta cũng xem màn máy của game thủ Gandhi ở ngay trận đấu đầu tiên. Game thủ thì cũng đã trải qua buổi tổng kết giải đấu AOE quán rượu do League Cup rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu quay trở lại với kèo đầu. Em chào anh VTV6 nhá. Hello tất cả em đang xem. Rất mong anh em cho xin một like, một share. Ngày hôm qua thì mình và Sẻ cũng đã thi đấu với kèo Việt Trung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với kèo 4-4 để phục vụ anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và sắp tới chúng ta sẽ có một giải đấu, đó là giải đấu Tech X. Và đến tháng 5 thì chúng ta sẽ quay trở lại với giải đấu AOE quán rượu do League Cup mùa 4 anh em nhá. Hello hello tất cả em đang xem. Ok anh thắng, thắng 7-0 cơ ạ. Ui, thắng 7-0 thưởng 1 triệu này. Tránh quang hòa nhá, làm vòng đi dò, tránh lương thực. Rất mong anh em cho Simulac một xe, bởi hiệu đầu của Gandhi đưa về. Nhưng mà thao tác ở trong trận đấu đầu tiên này của Gandhi thì nhìn tôi thực sự các bạn không chịu được. Nhặt dân, nhặt dũng cái kiểu là không trượt được, à, trượt nhiều này rồi thì yêu thì chết lỗi rồi, xa rồi. Ơi loằng ngoằng rồi đấy. Không, ý là con hiêu ở ngoài này anh phi lỗi kìa. Không, có phải anh phi lỗi một con hiêu không? Này bảo không đi. Làm vòng đi dò. Dân nở ra thì hai dân đứng ở nhà chính vẫn chưa thấy di chuyển. Quẹt đến 3 lần không được có nông dân. Cay ghê. Trái Nguyễn Công Sơn nhá. Không, phải ôi kèm phải rát. Anh em thi đấu chất lượng, kéo đấu trị giá cả tỷ đô này. Đây hôm nay anh thủ Chim Sẻ bài cầm AC, 3 voi hiêu đầu, ép đầu thiết kế đây rồi. Như vậy thông tin báo về Xuân Thứ là bài của Xuân Thứ hơi xấu anh em ạ. Anh em cho xin like, nút chia sẻ cho livestream và các bạn có thể cho mình biết là chất lượng âm thanh về hình ảnh đã ổn hết chưa ạ? Mic hơi nhỏ đúng không anh em? Đây em chỉnh mic to lên chút. Alo 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 alo. Vâng, chạm 7 anh em nhá. Rồi đưa về đây rồi, có quả phụ nữa đây, cái thủ Chim Sẻ bài khá là bóc bình. Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới, và ngày hôm nay anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận để nhận được những ưu đãi cực khủng tới từ nhà trợ Richman nhá. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em nữa, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đã muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, và rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi quay trở lại với trận đấu này, như vậy bây giờ đã được thiết kế tại chiếc nhà bếp nhân đôi dành cho game thủ Chim Sẻ. Tiếng game hơi nhỏ, ok em cho to tiếng game một chút đây rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có vấn đề gì thì anh em cứ mạnh dạn comment để mình chỉnh lại anh em nhá. Mic hơi to, ok. Và như vậy là quay sang thấy đồng đội báo kích muộn thế này, tác hại. Tác hại quá. Đây, bỏ quả đến từ... bỏ quả đến từ game thủ Chim Sẻ, bỏ quả thứ hai. Và mình sẽ đang báo về bài này còn chê kích muộn, 8-30, 26 dân vẫn chê. Cay ghê. Đây là 26 dân đến từ game thủ anh Huy. Và còn mấy hiệu đây nữa. Hỏng hỏng hỏng. DB. Cơ cấu nhà cửa mình. Như vậy là Huy đang muốn giật về góc 9 giờ này. Cũng khá là tinh tế đúng không anh em? Cơ cấu cái góc 9 giờ rừng dừa có mấy hiệu bên trong này. Rất bắc binh. Đây là máy của game thủ Gandhi nào. Chúng anh cùng xem con xe này chém. Bài đánh 25 dân nhưng mà anh kích hơi trễ một chút. 10-14.
Được, đi ăn vàng thôi. Không, bên kia chỉ có chuyên mệnh ban lên đời thôi. Bài Gandhi thì đang giải thích với chúng tôi là bài anh ấy xấu. Thế bên kia thì màu 1, màu 4 sẽ là những tay chém anh em nhá. Và màu 1 muốn chém Summer và Hitty đánh cung à. 98 đang muốn đánh cung ở trận đấu đầu tiên này thì phải. Gandhi đang cơ cấu mỏ vàng của mình với một bài cầm xe. Đây là mỏ vàng của anh ấy. Công giáp đầy đủ ngựa giò đây rồi. Đang bo bế mỏ vàng mình, đã kín. Ok, đây rồi, 4 nhá. Summer, Egypt chứ, xin lỗi, Egypt. Egypt của game thủ No 1 ở đây. Cái gì? Xiên nó đi. Cụ thấy No 1 cụ ngồi cười này, không biết là bị làm sao đây. Rồi, đối đầu với Egypt của No 1, anh cùng xem Gandhi sẽ chém No 1 như thế nào khi anh đang chưa sát thương. L2 đã có dành cho game thủ Gandhi. Anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream này anh em ơi. Và bên kia thì Huy Sứt đang đối đầu với Pan, như vậy là xăm hit bên trong cánh bên phía đối phương. Dành cho Mạnh Hào, game thủ Viminu 98. Còn đầu cánh là No 1 đây rồi. Và như vậy Gandhi đang không tìm thấy dân của game thủ No 1, 2L bánh xe. Đây rồi. Máy Egypt đánh chém. Ngon. Có mỏ quả bấy hiệu đây luôn, dành cho game thủ Gandhi. Chào anh Minh nhá, hello tất cả em đang xem. Chào anh Hoàng Văn Đích ạ. Và cũng xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang theo dõi trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng Ao. Mình là bình luận viên Hải Mario và đang mang đến cho anh em trận đấu trong kèo đấu 4-4 random buổi tối ngày hôm nay. Cái Dũng Đinh với 10 sao gửi tặng game thủ Chim Sẻ Nắng ạ. Rồi, cơ cấu nhà cửa mình đã hoàn thêm mỏ quả này nữa. Đây là máy của rapper Xuân Thứ. Xuân Thứ đang có tham lai là 26/28, 2L. Và đang đi quản những nông dân của người cầm pan bên phía đối phương. Cái bài đấu này, bài pan nhìn qua có thế bài khá là gọn. Và bài pan này đánh 1L anh em ơi. Đây rồi, đang thủ cái gì đây? Tăng L2 rồi. Và bài pan của Truy Mệnh đã bắt đầu tăng L2. Tránh Lê Xuân Tình nha, chào tất cả em đang xem. Tránh Phạm Thanh Minh. Cánh này sẽ là xăm. À, cái này sẽ là Sam và Ban. Cái bên kia sẽ là Hit và Egypt bên phía đối phương. Đó sẽ là thế sắp xếp để đội bạn. Đây là máy của game thủ Gandhi. Gandhi đang báo về lọt vào Hit Team Turn. Ô, lại có cả ông màu 398 đây này. Ô, Hit Team Mạnh Hào này. Ô, tác hại rồi. Đấy, dãy này. Và cụ Gandhi vào chém Turn Mạnh Hào. Gọi là dãy đành đạch lên rồi. 98 đang cố gắng bo bế nhà cửa mình. Và 98 đã bo xong. Bài Hitty là bài Hitty khá yếu đến từ Mạnh Hào rồi. Đây, Gandhi vẫn đang có lạc đà chăn ở đây. Ở nhà thì đang bị màu 4 quản một tơn. Giữ dân nào. Bắn 4 đầu cánh ngay, bắn 4 đầu cánh ngay. Egypt đầu cánh này. Xoáy tham cho nó thủ phú không nhá anh em. Có hù công lên nhà Gandhi rồi này. Tham lai đợt số là 32 dành cho anh thủ Gandhi. Vẫn còn lạc đà cho bỏ gỗ, cần phải đem ra thi đấu đi thôi. Đấy, chém luôn con giò đi. Ok. Rồi, giữ dân. Và bắt lạc đà rồi bạn, đợi xẻ đẩy quân thôi. Đây là cái thủ chim sẻ, bắn luôn mỏ ăn hoang màu 4, hay quá em ơi, vẩy e đi, vẩy nữa đi, gỗ đâu, gỗ đâu, gỗ ơi, gỗ, trời ơi, nó ngồi cũng ngủ luôn rồi các cụ ơi, nhiều tác hại quá, chết cả chục dân lại, 4A bắt đều đánh cho cái thủ chim sẻ, đã có giáp 2 và chặt gỗ 1, để chúng bắn phu trước cửa nhà Gandhi cái, rồi, bắn mỏ vàng rồi nhá, bắn mỏ vàng mỏ gỗ của nó 1 rồi đấy. Đây, nhà P rồi bạn ơi, Gandhi cũng đang có mặt ở đây. Và trong khi đó đây, hôm nãy của Huy Sứt đang kêu oai oái ở cái bên kia, bài pan của bạn đang cực kỳ lực. Đã có giáp 4 đến từ anh Huy rồi, nhưng chưa đủ. Huy cần phải gom thêm cung. Từ từ, giữ cung đã, tụ lại đi đã. Bấy nhiêu là chưa đủ đâu. Đấy, bắn ruộng nó đi cái. Ok, bắn được ruộng đội bạn này. Huy Sứt đang có tham lai là 34. Và có vẻ như chúng ta đang có một chút lợi thế ở trận đấu này khi mà sẽ đang rất là mắc binh. Có 3 bên kia khỏe nhưng chỉ là Summer, còn Hitty Mạnh Hào tiên lúc đầu đã yếu rồi. Ra dốc giữa hai cái rừng đúng rồi. Hở dừng rồi Huy ơi, bo bo lại đi. Ok, chấm nghe đây được. Đây là máy thủ chim sẻ. Sẻ tham lai 70 và đang đẩy bay nhà nó 1 rồi. Xong dân mạnh nào. Tăng hại. Gandhi không biết là tăng hại cái gì đấy. Ôi giời. Tham lai 31 đến từ cái thủ Gandhi và đang bắt được rất nhiều quân của game thủ No 1. Với một bài đấu No 1 lao vào. Bài pan của bạn rất khỏe nhưng mà chúng ta cũng lừa AC giáp 4 kẹp với đó là những con lạc đà Samurian của game thủ Xuân Thứ. Chào anh Giang nhá, chào anh Phạm My. Rồi, đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Với tham lai đơn số là 37, đang có một tơn lạc đà của No 1 vào quản nhà Xuân Thứ. Chạy thôi, đây mình dân Summer mà. Té thôi. Và đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là 76. Ôi trời ơi, căng cụt. Thằng hại này xấu. Đừng còn đòi tết tay nữa. Và màu 3, đây sẻ đang đánh màu 3 rồi. Nó, thằng 3 đi quân à. Ok, ok, ôm luôn nhà nó rồi. Rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, sẽ đang ốp nhà ba đây rồi.
Anh ăn đi xuống 6 giờ luôn không? Chỗ A bò 2 bò 3 này. Và tham lai đờ số là 81 dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Đội 1 đang có một tình huống lao vào nhà chim sẻ với vài đơn vị quân. Sẻ thì đang ốp vào nhà BA bò 2 bò 3. Ai có gỗ bơm cho sườn thứ trong gỗ kia bò 6. Ai có bơm đi, bơm chưa? Ok, bắn luôn của ruộng Mạnh Hào luôn. Mạnh Hào không quân à? Nity thì không đẻ quân à? Và như vậy bên kia có mỗi 9850 dân thôi. Đang lâu thế, võ đang chạy nhanh lên, cày thế. Ui lạc đà không ăn đi đông này, lên cái công 4 đi. Cầm cái kích lạc đà không bao giờ lên công 4 cả. Ây, ở nhà đâu đây? Sắp hết quân đến nơi rồi, ok. Sao đội này, cứ đứng im mà bắn thế này. Vậy ê. Quay lại, sẽ ơi, quay lại đây, gắn đi đến rồi. Tham lai ở số là 83 dành cho đủ chim sẻ. Rất nhiều quân ở trong trận đấu này dành cho chim sẻ nắng. Ở trong nhà thì không có một tên bị đông một lao vào nữa rồi. Tàu này BC người chính ra được rồi. Phát triển bắc binh rồi. Thế trận này đang khá là yêu rồi anh em ạ. Cho bản đồ vào, cho màu 5 mít vàng lên bản đồ anh em ơi. Và thông tin báo về một về cứu sẽ lùi tí. Cho tí vàng cho màu 5 đi. Và 12 giờ thì vẫn còn quần đầu 1. Ok, lên tóm nốt đi. Trên đấy có một quả đấy. Và tham lai 90 dành cho thủ chim sẻ đây rồi. Tránh Vũ Văn Hiếu nhá. Bung nhà chính. Và đang dí với nhà đội bạn. Đây, còn một lạc đà này đang bắt nốt đây. Ơ kìa. Sao Mạnh Hào đáng yêu nhỉ. Không anh ơi. Dừng ở 1 giờ. Sẽ xuống góc 1 giờ có những dừng. Đây là cung của cái thủ Vinu 98. Nông dân đội bạn đang nằm xuống rất là nhiều. Kiểu này anh vào đánh cân chặt à? Ok luôn, anh vào đánh thì ai chịu được, đúng không anh Kiên? Hẹn anh mùng 9 nhá anh nhá. Tham lai đời số là 88/108 dành cho bài đấu này. Và đang không ai bơm vào cho chim sẻ cả. Thôi tự đào đi. Giờ ai cho được nữa. Không, nó bắt hết quần sẻ rồi, chứ có thể nó sắc cứu được đấy. Ôi, tham kiểu gì kìa. Anh em xoay tham đi cho nó dễ đây. Và đây hôm nay cái thủ gắn đi với tham lai 34. Trong đó thì Xuân Thứ đang có tham lai 37, đang đục nhà đội bạn, lọt rồi. Và đội bạn về rất là nhanh. Đấy, người cầm bóng 2 thì ok, Thứ sẽ mất tham. Nhưng mà vẫn có tham lai 3x thì hồi trong nhà chim sẻ thì tha hồ. Bung nhà chính các kiểu là điểu luôn rồi. Tránh bá linh nhá, hello anh Giai. Và đây hôm nay cái thủ gắn đi với tham lai 34. Ví sức tham lai 71. À, không biết là bên kia có đánh cái gì, tay tay trận đầu à? Tập này mình nghĩ là không cửa thua rồi. Win chặt chứ anh bá linh, làm gì cửa thua, trận này thắng rồi anh. Win rồi, không cửa thua rồi. Win đẩy 1-1 thôi. Còn lại cái kia sẻ lên 4 đối đầu với Summer, làm gì làm Thứ hồi mạnh lên thôi. Tham lai đời số là 77 dành cho game thủ Huy Sứt. Tránh hy vọng nhá, đốt hết nhà L pan này đi. Đốt hết L, đốt hết cơ sở rồi bạn thôi, xong dân mạnh lên. Thế trận này thế gần như không cửa thua rồi, tránh Phạm Anh Tuấn á. Bên kia đang cố gắng câu giờ thôi, nhưng mình nghĩ là không thua được rồi. Sẻ bên này tham lai 122. Và nó bung nhà chính ra tất tà lè đây. Quần thì rất là đông, gặp gì trên bản đồ sư tử. Ok, chúng ta sẽ dí. Đẩy thêm một tên nữa vào nhà 98 này, anh em chuẩn bị vào bò 3 này. Và tham lai của sẻ đang số 124. Ơi. Đây rồi, như vậy là sẻ đã có bản đồ và bắt đầu lao lên. Ok, anh bá linh nhá, tránh Nguyễn Phong. Tham lai là 125 dành cho game thủ chim sẻ với bản đấu này. Ok, thế là sẻ đang ốp nhà nó rồi, anh em cứ đấu với nó đi. Sẻ đang ốp nhà vàng 2 đây rồi. Ốp rồi, đến nhà nó đây rồi. Và chơi luôn thằng kia đi. Ra ruộng, kích 4 đấy cụ ơi. BK chưa? Rồi, kích 4 nhẹ gái. Vừa đi ốp vừa lên 4 luôn. Cảm giác con DT Mạnh Hào cũng đi quân nào, ba kéo quân về nhá. Anh em tập trung đánh mạnh 1 đi. Đuổi đấy. Thế trận này làm gì cửa thua anh em, bên kia kiểu đang test tay trận đầu thôi. Vào luôn đi, vào luôn đi. Anh gần đi xong dần mạnh và lên 4 nốt đi. Dừng ở 1 giờ đấy, mà dừng 1 giờ đấy. Lại nô 1. Ấy gần đi ơi, chém nó đi kìa anh ơi. Đấy rồi đấy. Này. Rồi không chạy được nữa. Không ai đen cho anh chạy đâu, anh nô 1 ạ. Và như vậy là 98 đóng cài đấy nhá. Ốp mạnh lên đi anh em ơi. Nó lên 4 đấy. Và tham lai đời số là 130 dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Và đây là những con cung bên phía đối bạn. Sẻ sẽ lên 4 và đang tăng á điên cuồng đây rồi. Anh em hồi mạnh lên. Ra 4 được nâng cấp. Và bò ở chỗ này. Đó, vẫn đang đấu đây. Sẻ quân kìa. Lùi đi, tân đi. Mà ông bò 3 này 98 cũng có vàng nhiều đâu. Vàng bị bắn hết tất cả le này rồi. Bảy cái gì? Đấm sâu nào. Bắn cả Hào, bắn cả 98 đây luôn. Anh Hào nhìn bài đấu rất là cùi nhá anh em nhá.
Trải Nguyễn Tiến An và chào gần 10.000 anh em đã có mặt trên livestream game thủ chia sẻ buổi tối ngày hôm nay với tỷ số là 1-0 dành cho game thủ chúng ta ở trong kèo 44 này. Trận này cảm giác đơn giản, không cửa thua anh em. Hai cánh đều khỏe. Đến kia con Pan khá lực nhưng một mình con Pan ở mệnh là không đủ anh em nhá. Tại cũng trận đấu với trận đấu tiếp theo trong đây rồi. Trận thi đấu thứ hai trong kèo 44 đang đường buổi tối ngày hôm nay. Ok cho anh em ơi. Rồi, bạn sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai kèo 44 thôi. Đây là Hitty. Siêu. Góc này đẹp quá, ủi gỗ đầu siêu gần luôn. Cái anh Hải bến với 10 sao gửi tặng chim sẻ nhá. Và thông tin báo về bên kia hai xe, nhưng mà hai xe ở trong mắt 44 nó hay thua lắm. Xoay quân cái cụ ơi. Rồi, nhưng mà đi dò đầu tiên đây game củ chim sẻ, voi đây rồi, rừng dừa quả đầu đây 1 2 3 4 5 6 cây. Hai voi, rừng dừa, hai rừng dừa luôn và BG thiết kế dành cho game củ chim sẻ. Hello tất cả nói xem nhá. Quả đầu 6 cây với bài cầm Hitty này. Đánh cho game củ chim sẻ này. Đánh ở đâu vậy Hải? Xeng xeng Sam Baby. Ok, như vậy bên kia có Xeng. Xeng của 98, Summer của Mạnh Hào và Baby Lon của No 1. À đây, nhắc đến anh Liên mới nhớ, quái lạ sao hôm nọ bọn em lại thiếu mất một cái kỷ niệm chương. Để tặng cho top lông nết. Hóa ra thấy anh Giai về nhà chụp ảnh lên là cay ghê. Bây giờ lại phải đi thêm một cái nữa để tặng cho top lông nết bù vào. Khổ thế. Em chào anh Giai nhá. Đây Hitty đi được chim sẻ đây rồi. Chúng ta có Baby Lon của game thủ Gunny này. Rapper Sơn Thứ là người được cầm Max C này. Và cuối cùng là IA của anh Huy. Chắc là hôm đấy là... À! Chắc là bạn thân chim sẻ, đúng rồi, sẽ đang bảo anh bạn thân hay ủng hộ nên là chắc có quà quê. Bọn em thì không có nhiều những cái đặc sản nhưng mà ít ra có kỷ niệm chương tặng em rất là tuyệt vời. Anh văn phòng anh ơi. Hiện tại đang thi đấu tại văn phòng của chim sẻ nắng studio. Và như vậy 1-1 dường như là người nằm xuống một dân để đưa game thủ chim vậy. Bên kia là hai Xeng. Xeng Sam Baby nhưng mà chúng ta có hit IA Mark cũng rất là khó chịu anh em ạ. Và bên kia khả năng cao phải có con Xeng chuyển cung A hay là Baby Lon. Còn một đánh cung A để chống lại con Mark C bên mình. Đây là bài Baby Lon dành cho game thủ Xuân Tử, à dành cho game thủ Gunny. Gunny khả năng cao sẽ đánh cung để hai anh em ôm nhau. Uy sức thì báo về bài thiếu một đồ thôi, với bài hiệu đưa về Yamato đây rồi. Chém tuyển, hai chém tuyển đấu cánh luôn. Rất là mắc bình đúng không ạ? Em chào anh Lâm Chảnh nhá, chào anh em. Rồi, thì quên bài hiệu này thôi. Anh lên văn phòng được không nhỉ? À, văn phòng bây giờ đóng cửa rồi anh ạ. Văn phòng đóng cửa anh Liên ạ. Đây là máy của game thủ chim sẻ nháng. Đấy, bài ba voi đưa về đây này. Chào anh Đỗ Mạnh Huyên nhá, chào anh em. Này tối nay chưa thấy Nguyễn vào nhở. Sáng nay tự nhiên đánh giao lưu trên mạng lại gặp anh Nguyễn ạ. Nick cho dãy nảy lên. Thế mà danh của ông lên được danh nghìn mấy được. À thế à? Bảo sao? Rất nhiều voi thủ chim sẻ nhưng chỉ có vấn đề là dừng hơi xấu một chút anh em ạ. Em chào anh Quang Tèo nha, chào anh em. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo 44 buổi tối ngày hôm nay thì các bạn có thể để lại phần bình luận đấy anh em. Kèo đấu mà chúng ta sẽ đánh chạm 7 với các game thủ đến từ team VMI Network AOE. Trận này đội bạn hai xe nhưng mình nhìn cái thế này thì giống là cái thế mà ra mắc binh rồi, bởi vì chúng ta có hai con chém tuyển. Bên kia thì có hai con xe có vẻ ghê gớm đấy nhưng khả năng cao vẫn phải chuyển công A để chống lại con Max C bên mình. Chào bạn Ngân nhá, chào tất cả em đang xem. Đây, voi đây, hiêu đây. Bài 4 voi, hiêu đầu, hiêu phụ. Rất nhiều đồ ăn, không cần quả phụ luôn. Rồi, chúng ta đến với con Max C của Rapper Xuân Thứ xem nào. Max C thì 2 voi, 7 hiêu đây rồi. Thêm một voi nữa đến từ Rapper Xuân Thứ, cả quả phụ của bài Xuân Thứ cũng khá là ok. Được. Tránh Vũ Chiến nhá. Anh em cho em xin like, nút chia sẻ vào livestream em ơi. Cả nhà mình ơi. Trận này bạn 2 xe theo anh em thắng đâu mà nhỉ? Kéo bên kia hai xe càng đấy. Sẻ vừa câu voi, may mắn là không chết dần. Chào anh Nguyễn Thanh Hùng nhá. Đây là pha câu hai voi tới từ Rapper Sơn Thứ. Với một bài Maxi đầu cánh. Có biết là xe bên kia có con nào đầu cánh này không đây? Nếu mà hai xe trong cánh dâng lờ lên thì cũng được. Rồi, chào quên voi này. Đây. Pha câu hai voi móc binh. Màu hai vứt xe giò vào nhà gắn đi. Dường như là xe 98 đầu cánh kia kích bạn. 83X với bài 26 dân. Thế thì cũng bằng Huy thôi. 26 dân thì toàn 83X. Huy sức kích 830 móc binh rồi, bạn kích 839 là đẹp. Rồi luôn đó, mấy con hiệu này về và đi dâng lờ luôn thì Rapper Xuân Thứ.
Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ hai trong nội dung 44 Random buổi tối ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu bạn về nhà trọ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trọ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều những mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em nữa, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trọ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy Huy kích 10-30. Dapper bài này thì sẽ kích cuối 10. Và hãy cùng xem là bên kia sẽ có một thế bài như thế nào anh em nhá. Rồi như vậy 1-1 xem. Dường như là bài đấu đi dâng lời đi truy bậy. Bài xem này, bài xem chết một dân này. Một sen đánh vào cánh truy mạnh rồi. Và mình đang xin lỗi, đánh vào cánh của Xuân Thứ. Xuân Thứ đang cố gắng bo nhỏ những cơ sở của mình với mỏ vàng, mỏ gỗ, công giáp ngựa giò và kéo dân về, đang chờ để có thể khai thác nốt thịt con hươu này anh em ạ. Và vậy đến chưa thành công đấy, từ giáp Xuân Thứ còn dần ít máu ấy. Cứ thích sông pha này súng gãy rồi. Cái kia 1-4 baby, như vậy là một sen và một summer trong cánh dành cho đối phương. Đang cố gắng để vậy nhanh lên, không nó sắp vào rồi. Vậy không kịp đấy, từ Zapper Xuân Thứ. Vậy rồi ok, như vậy là vậy thành công đấy Xuân Thứ. Như vậy là đã giữ được màu vàng, màu gỗ của mình, và đây là màu 2 98 cho 2 xe cái này nhá. Cái kia là xăm xăm baby, cái này 2 xe đấy, một xe đánh cung, một xe đánh một xe đánh cung và một xe đánh chém. Thứ đang xin đó chính là con quẩy xăm baby. Cái bên kia chuẩn bị lên đời xong rồi và có T. Ôi, cả T màu 1, cả T màu 2 này. Sẻ bên này tham lai là 29, bắt đầu đẩy T. Xong đó đây là máy của Huy Sứt. Huy Sứt tham lai là ở số là 28 và đang trúc vào nhà với cầm Summerian màu 3 Mạnh Hào. Bên kia thì 98 và Mạnh Hào cũng vẫn sẽ là những tay cung ở trong trận đấu này anh em ạ. 28 dành cho Yamato của game thủ anh Huy. Bên kia thì Xuân Thứ sẽ rất là vất vả khi phải đối đầu với hai xe bên phía đối phương. Càng phết anh em ạ. Rồi, cơ cấu thêm một vài bóng ruộng, đây là khoanh ruộng cầm 4. Và Huy Sứt đã phát hiện ra 2L đang bắt đều tới từ game thủ anh Huy. Khoanh ruộng của mình, Yamato. Đây là lạc đà của đội bạn, ngựa giò. Rồi, Huy mất giò rồi. Cái bên kia là 2 xe đấy nhá. Tham lai là 29 dành cho game thủ anh Huy trận đấu này. Đây là game thủ Chim Sẻ với tham lai là số là 35, bó vào kia. Ơi không kịp bo rồi, lạc đà nó lọt bên trong và đang nhận gỗ đến từ anh Huy bơm cho. Bo đi, bo đi, bo đi, bo dân ạ. Chưa đẩy được đâu Huy ơi, đang phải đỡ nhà. Huy Sứt đang tự tin là không cần phải đẩy luôn, rất tự tin. Đây là bắt hai lạc đà, bắt đi, nó ăn dân ở dưới dân Thứ. Vâng, bắt dầu một đã, bo lại luôn cả hai đến kìa. Tham lai được số là 41. Ở giờ cái BM anh gắn đi rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. 3A bắt đều đến từ game thủ Chim Sẻ. Đã có giáp 2 và đang diện lạc đà ở game thủ Chú Bệnh. Đang nhận được thêm gỗ đến từ anh Huy. Ô, nhiều gỗ quá thôi, BC. Ngon. Đào đâu làm gỗ em. Đang bắn đây, đang bắn sau đây rồi. Bắn luôn lạc đà 1 đấy. Đợi tí, đợi tí. Nốt, nốt, nốt. Gắn đi đỡ được chỗ đấy không? Đây, gắn đi với tham lai là 43. Vâng, đang gọi cả Chim Sẻ Nắng ra để đỡ lại trước hai con xem bên phía đối bạn. Nhưng mà cả 98 và Chim Sẻ Nắng nâng công lên nhà của anh thủ Gunny và Chim Sẻ Nắng rất là rát. Giáp 2 được nâng cấp. Tránh Châu Tuấn gốc gạo nha, tránh em. Vâng, rất đông quân bên phía đối phương. Chim Sẻ Nắng đang có mặt ở đây rồi, hai anh em đang thủ cho nhau. Huy Sứt thì sao rồi? Huy Sứt bên này tham lai là 33. Đang chịu áp lực khá lớn đến từ cả màu 3 và màu 4 công lên. Thế trận như thế này vẫn chưa phải là thế trận giòn này hôm nay anh em ạ. Xem đi ngoài được nhà nó không? Huy bay vàng rồi, Huy bay mất vàng rồi. Và bên này sẽ tham lai 53, ăn vàng hội Xuân Thứ đâu. Đây là Gunny. Gunny đã tự tin thủ được ở trong trận đấu này và sẽ đẩy cánh kia, chưa chắc đã thủ được đâu nhá. Tham lai là số là 51, tới từ game thủ Gunny với bài cầm Babylon mình đang tử thủ bên trong. Cái này xấu quá anh ơi. Vẫn đóng cái BS ở đây để có thể khai thác gỗ. Sẻ thì bây giờ đang có tham lai là 60. Bây giờ không ai ăn vàng mới bơm Xuân Thứ được này. Tự đi ăn thôi. Đây, đây là những cục lừa màu 3. Bắt luôn rồi, cục lừa Summer Mạnh Hào, chúng ta cục lừa Hitty. Mạnh Hào đang cố gắng tháo chạy nhưng mà góc này thì không chạy được thì Mạnh Hào rồi. Tóm hết luôn, vùng nhà chính đào vàng, đang đào vàng tí bơm Xuân Thứ.
Đấy, bắt nốt cung đường 3 đi. Tham Lai là số là 63, cân đi cân cứu đi báo nhá. Thông tin báo về Tham Lai chỉ là cân thôi. Đấy, cơ cấu ra từng móng ruộng đến từ cái vụ chim sẻ. Đây cung đường 3 đây. Bắt hết đi. Xong đều 4 nhà BA. Ôm nhau phát triển nở ra. Đó, Huy vẫn đang kêu sẻ bắt hộ button cung đường. Đây rồi, đây cung R13. Nhân cung R mạnh hào. Summerian sẽ gỗ 2 giáp 2 đây rồi. Gắn đi bên này Tham Lai là 62, đang xin vàng đồng đội để có thể lên công nghệ. Chúng ta có cái này của game thủ Xuân Thứ với Tham Lai còn 10 thôi. Đã cố gắng ăn vàng đi dummy. Sẽ đào vàng đây rồi. Hai mỏ vàng bên dưới cơ, có một mỏ nữa. Không không không, sắp ép đấy, đấy đấy đấy. Ok, thấy rồi. Đấy bạn ra đây bạn ăn vàng đi. Và đội bạn đã bắt đầu ốp gắn đi. Gắn đi Tham Lai là số là 66 và đang vẩy ở mặt giữa anh nhà, sẽ có mặt ở đây. Gandhi đang cảm giác hơi ít quân nhỉ. Đấy, Gandhi hơi ít quân. 70 đó thăm lại tại dành cho game thủ Gandhi. Và chuyên mệnh bắt đầu lao vào đây rồi. Những pha về E dành cho game thủ Gandhi. Và bây giờ thì đội bạn bắt đầu lao bên trong. Nhưng sẽ đã có mặt ở đây. Vào đây. Về E nào, về E của ngoài. Rồi bắt quân, tập trung đấu quân. Sẽ có mặt ở đây rồi. Thăm lại 87 dành cho game thủ chim sẻ. Và sẽ kết hợp cùng Gandhi để có thể đỡ nhà trận đấu này. Mặc dù chuyên mệnh đã đục thủng nhà Gandhi nhưng không dám lao vào, bởi vì lao vào thì sẽ mất hết quân. Bây giờ thì chim sẻ đang có Tham Lai là 88 và đã đào được khoảng 500 vàng. Mình nghĩ là đội bạn vẫn sẽ ốp thôi. Tham Lai là 89 dành cho cái thủ chim sẻ đang đỡ trước người cầm máu 2, cái thủ Vimenu 98. Và cung R Hitty với cung R Baby này vẫn đỡ được. Và thông tin báo về một yếu, hai khỏe, sẻ đang xin thử kích 4. Rồi cho xin trăm thịt màu 5 anh em ơi, nhanh. Rồi kích. Rồi nó sổ vào đây mất rồi. Chưa đóng xong BK đấy từ cái thủ chim sẻ, bởi vì đội bạn công vào đây. Sẻ là đóng BC2 rồi nhưng bị đội bạn đục vào nhà như thế này, đau đầu này. 3-7 từ cái thủ chim sẻ. Cố gắng đóng cả, màu 4 đang lao vào nhà chúng ta rất là đông. Đến từ game thủ đầu 1 và cả cái thủ mạnh hào. Kích 4 thành công đấy cái thủ chim sẻ rồi. Chim sẻ đang bị đẩy. Tân quân bên nhà Gandhi đang kéo về để có thể đỡ nhà. Và tân quân bên nhà Huy Sức cũng đang phải kéo về, nhưng đội bạn đang lao vào nhà chim sẻ đang rất là đông. Với màu 3, màu 4. Tham Lai 73 dành cho bài đấu này. Đây là con lạc đà tới từ game thủ No 1. Đây là lạc đà và cung đường của đội bạn. Rồi, khoai một đều anh em ơi. Khó quá, hai xe chúng ta không thể vượt qua được trận đấu này. Anh kia vào ốp khá nhanh. Chúng ta hãy cùng trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 ngay sau đấy thôi. Một đều anh em ơi. Hơi khó khi bị ôm như thế này dành cho đội chim sẻ. Và đây sẽ đến với trận đấu tiếp theo sau đây. Một đều anh em nhá. Rồi, 4 dành cho đội chim sẻ. AC Hit 4, quần đẹp phết đấy. 3 trận đấu đầu tiên. Quần đội sẻ đang khá là ok. Trận này thì được cầm full ASEAN đây rồi. Nhảy quân nào. Đang tìm quả anh em ơi. Những bước giò đầu tiên tới từ đội chim sẻ với bài đấu được cầm full ASEAN. Mỏ quả đầu đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Thêm mỏ quả 6 nữa. Và đây sẽ chiếc nhà BG để có thể khai thác mỏ quả này. Và bên kia là cho Samin. Samin. Con cuối là Rome à? Đúng rồi, cho Samin Rome. Chúng ta có phô đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Xuân Thứ cũng được cầm Roman này. Roman nữa đến từ Gandhi. Và Hitty để cho anh Huy. Ái xa. Như vậy quân mình tươi hơn này anh em. Huy Sức cầm Hitty luôn ạ. Ngon đấy. Và như vậy là có voi cho cái thủ anh Huy đây rồi. Để báo về là hôm nay chỉ đánh thế ép quân rồi đấy. Chứ không múa may quay cuồng nhiều được. Làm vòng đi dò thì đã có một voi đến từ game thủ anh Huy với bài đấu này. Phải cầm Hitty ở đầu cánh và Xuân Thứ sẽ người dâng lờ lên để kết hợp cùng với anh Huy. Rome Hitty cùng nhau, cái bên kia sẽ là Full Rome. Thì mình có 3 đơn vị quân ép đời, đó chính là Full Rome Rome, bên kia có một con Roman trong tay của game thủ No 1 thôi. Và vừa rồi thì các bạn đã nghe thấy một âm thanh rất là rùng rợn rồi. Hự rồi. Đây là hiệu đầu sẽ đưa về. Chắc chắn là ai đó rồi. Hiệu 6 dừng rú quanh nhà. Solo sẽ thử chết dần được. Yêu quá yêu hơn. Đây bầy hiệu đầu đưa về bầy hiệu 7. Và chúng ta sẽ nhanh chóng ra quyết bầy hiệu này thôi. Bài cầm phô.
Múa. Anh em như thế không ạ? Anh em như thế tơn vừa rồi, anh em thề luôn. Đây là cái thao tác mà gần như là thế nào chấp nhận được. Nhìn như thế rất là kiểu cay cú. Quả phụ đã có đến từ cái vụ chim sẻ. Anh em nhìn thấy tơn vừa rồi mọi bài hai quả phụ luôn. Yêu đầu hai quả phụ. Để đó. Chuẩn bị thiết kế xếp đầu tiên. Con bảo là không sao nữa cơ. Múa thật đấy. Và đây sẽ là ép đầu đến từ cái vụ chim sẻ nào với bài Phonation của mình. Bài đầu cũng rất là móc binh rồi. Yêu đầu hai quả phụ luôn. Đấy, gắn đi. Gandhi đang có quả, có hiêu, có voi. Và con voi thứ hai sẽ anh đưa về. Vậy Gandhi dâng lời chứ đúng không? Gandhi sẽ dâng lời để kết hợp cùng chim sẻ thôi. Hai Roman trong cánh đều sẽ dâng lời lên để chém cho Hitty và Pho đánh cung. Và đây con voi thứ hai là cái thủ Gandhi đưa về. Đây con voi là tôi. À, hóa ra là cụ ngã trên đấy ạ. Cạn lời. Lăn mấy vòng. Chắc phải chụp vòng mất. Quả phụ đã có đấy thì cái phụ Gandhi rồi. Vài ai quả phụ anh em ơi. Mệt quá cái rồi. Đây là sơn thứ. Đi đâu bạn. Ê không ăn mỏ quả kia đi anh Gandhi. Hai mỏ quả rồi. Rồi và đến với trận đấu này, trận đấu thứ 3 trong kèo bùng bắn đường buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nàng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện dành cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em. Khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em nữa với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông 8 khi anh em mua sữa 8, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em thể truyền theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận và rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nàng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với trận đấu này thì 635 thực thì mới kích đời 2. Nghe là hơi bị dư thừa đúng không anh em? Đấy. Ai thì người ta tự nhận. Anh em đỡ phải tìm hiểu. Rồi, giờ quên voi này. Cảm giác ai cũng tác hại mà tránh Long Trần nhá. Cảm ơn anh đã gửi tặng kim thủ chim sẻ 50 sao ạ. Ui, 8 lên đời hôm qua, rồi mà lên sớm thế. Có một làm gì lên sớm nhờ 7%. Sớm thật. Rồi, giò nó chọc vào đây rồi. 8 dâng lờ đấy. E68 số thứ vừa đóng xong nhà BL. Và kích đời ở 10 5x. Vẫn kích trong 10 được bài này. Pha vệ E là quá hay đấy giáp ợ. Úi giời ơi. Tí nữa thì xích cổ luôn. Anh dài. Rồi cũng giáp luôn. 7 đầu cánh sẻ. Mạnh Hào. Mạnh Hào là bài đấu được cầm con Minwan đấy. Con anh cung rồi anh. Xem khử đi thôi. 3 giờ kìa. Và số thứ sẽ xin Gandhi tân vàng đầu. Đây cho luôn 100 vàng. Tiêu đi. Đầu cái ngay 8 giờ đi ra giữa bản đồ một tí. Vâng đây là máy của cái thủ chim sẻ. 6 đánh cung đầu cái đấy. Đây 2L đi dâng của cái thủ Gandhi. Và màu 5 đã được trong chim sẻ rồi truy bệnh. Rồi cầm cho son. Đang cố gắng lừa để bắt giò truy bệnh đến từ chim sẻ đáng rồi. Vậy lừa mãi mới được, tờn khổ thế mà ông xử bắn mày luôn lão này. Nâng cấp máy xe đến từ cái thủ chim sẻ như ao sao cày đấy. Và lừa truy bệnh rất đau tới từ chim sẻ nắng và đã tóm sống con giò đối phương và chỉ mất một dân. Xong tình huống vừa rồi có hết vào đây. Vậy là 5 dâng lờ cánh này và màu 7 đánh cung A đầu cánh em ạ. Mạnh Hào đánh cung A của Minwan đầu cánh này. Sẽ là có gom quân. Chào anh Phạm Quốc Trường nhá, chào tất cả em đang xem. Rồi mỏ gỗ ra đã kín đây rồi. Còn khu vực BA gần BL gắn đi. Cứ từ từ. Rồi đây là máy của game thủ anh Huy. BA thứ 3 đang bắn vào nhà màu 6 đây, màu 6 chưa lên đời.
Summer 98. Ờ bài này xấu xấu ấy, lên muộn lắm. Gì đấy? Bạn cười như kiểu gần đi ngã đấy. Đời ơi, thằng này vẫn chưa lên đời này. 6 trên đời, Huy đang bắn đây rồi. Bắn gõ bên tay trái em ơi, về 9 giờ. Đúng rồi, em đi rất chính xác rồi đấy. Huy Sơn đã bắt đầu nhìn thấy nước dừa và cái hình này. Sao con dân này đi ra ngoài nhỉ? Rồi, tơ đầu tiên là 2A đấy thì anh Huy. Ảo thế, lên bắn luôn 6 thôi. Ruộng đường rất là ok, đen cả người chính như anh Huy rồi. Và đây là khu vực bỏ gỗ bên phía đối phương. Rồi đủ gỗ, xây nhà chính mới trong này tới từ Huy Sơn. Bài giật hốc luôn, ok à. Và màu 8 đang đuổi cũng được, in thủ anh Huy. Nhưng màu 6 in thủ Huy 98 đang xử bắn đang xin cả quẩy ra này nữa. Mày quẩy ai? Mày quẩy ai? À, mày quẩy ai? Lên giáp 2. Rồi kìa nó ra kìa bạn ơi, nó tháo kìa, nó tháo kìa. Rồi khử nó luôn. Và đây là in thủ chim sẻ. Sẻ thăm lại đơn số là 42. Ai quay em mà phải thủ đấy. Không phải đến tưởng đánh cung. À, 7 chém à? Thế thì bên kia có mỗi 98 thì nó gãy rồi. Huy không sợ đâu, Huy hốc cứng lắm. Vô địch rồi. Đây là máy của cái của anh Huy. Nó lại 37. Đế chế vừa đánh vừa khen nhau thế này thì cũng bị thua rồi anh em ạ. Tính quá đoàn kết. Rồi, 98 bị bắn tiếp một khu vực ăn hoang nữa. Và như thế này thì số sẽ là 2-1 cho chúng ta. Anh em đội bạn không chủ lực rồi. Rồi, cho vàng màu 3 anh em ơi. Cho 900 vàng màu 3 nào, mắc bêu nào. 98 rồi, không chạy dân nữa rồi. Hôm nay làm gì toàn không chạy dân rồi, cứ đứng im cho bắn thôi. Cứ thế thôi. Đây, bây giờ mình chạy với tỷ số là 2-1, đơn giản như đan rổ anh em ơi. Đấy cũng trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ngày sau đây rồi, 2-1 dành cho Spikers Gaming. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây nhá. Và đây rồi, như vậy là Phonesian tới từ game thủ Gandhi ở trận đấu này. Một bài đấu được cầm phô, bên kia là Egypt Iaroman anh em nhá. Egypt, Ia, Roman và Pan của đội 1. Chúng ta có Gandhi là bài đấu được cầm phô. Roman tiếp đến từ Xuân Thứ sẽ cầm Hitty. Và Huy Sơn là bài đấu được cầm bơ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có quân cũng tứ tuyển luôn. Bên kia tứ tuyển, bên mình cũng thế. Nhưng mà bên kia là 3 chén tuyển. Chúng ta có một con Hitty. Hitty trong cánh đấy rồi. Nhưng mà với trận đấu này thì khi mà game thủ chim sẻ đang cầm Hitty, Quý Sơn cầm bơ này, anh em tình hình như thế nào nhở? Chào anh Quý Nguyễn nhá, đang đánh tại văn phòng của Xoái Cơ Kiếm mình em ơi. Chào anh Giang Văn Đông nhá, chào anh em Vân Cấn, đánh được. Và chúng ta có một đơn vị cung tuyển Hitty đây rồi. Hitty đang có nhiều quả thế. Ra lùa hiu thêm một quả nữa anh em ạ. Đây là quả đầu, quả phụ đã có đây rồi. Dừng là dừng thông. Và đang tập trung để lùa bấy hiu đầu về với nhà chính cho mình. Bấy hiu xong một quả anh em ơi. Thế thì làm tí khí thôi. Xong kèo nhá. Một cái dừng già dành cho game thủ chim sẻ nắng. Chào anh Đoàn Quốc Việt nha, chào anh em đang xem. Anh em cho xin like một share nào. Làm trận tới 4 nhá. Sao nó máu me dựng lửa cái. Em chào anh Kiên ạ. Chạy Phạm Trường nhá. Bên kia cũng có một con cung của Truy Mệnh thôi. Còn Egypt nếu Mệnh cầm cung thì phải đang ở đây cũng không thực sự mắc binh. Phòng ngự Mệnh đang khá là liều điều. Nên là mình nghĩ là chúng ta có thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Nâng tỷ số lên 3-1. Quan trọng là bài bơ của em dai như thế nào ấy. Hiêu voi đâu, chả thấy gì. Trống trơn này, hiêu 4 này. Hai dân lùa hiêu này. Tránh Đạp Long ạ. Sơn Chuối à. Chào anh Mạnh Sông Đà nhá, chào anh em. Gandhi đang bảo vệ bài chú rừng. Đi cầm phô thì cũng có thể đánh chém ở đấu cánh được. Chào anh Vùng Trời Bình Yên này, chào anh Trần Văn Điệp này. Bài bơ quả phụ đây. Ok, cảm ơn Phạm Trường rất nhiều. Rồi, mời anh em có cà phê luôn. Thank you anh. Như vậy là Gandhi sẽ vẫn đánh cung với bài phô có hốc của mình. Chúng ta sẽ có thể trận hai cung để đối đầu đội bạn. Bên kia thì chắc là sẽ là thế 3 chém một cung thôi. Nhưng mình nghĩ là Yamato trong tay của thủ BB98 không đánh cung Nga đâu. Xuân Thứ bên này đang có bầy hiêu đây rồi. Roman hai voi về và phụ bài mắc binh thôi. Rồi ra vũ một quả này đã. Đây xem mấy con voi, hai con đây.
Con thì ăn thêm mấy hiệu được. Nhưng mà này lên đời cho ăn hiệu chưa muộn đúng không bạn? Thoải mái. Phải một bình rồi, khỏe rồi. Trận này chém nó tương mừng rồi gái. Cháy Vũ Đình Long ạ, cháy tiệp nhá. Đến kia thì anh em có thể theo dõi trên fanpage VMNet World AOE nhé anh em. Và mà đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ tư trong kèo bóng ra đường buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mới xin giới thiệu các bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng AOE Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng tới từ nhà trợ Richman khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có cả voucher toàn sàn cho anh em nữa với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận và rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi con voi tiếp theo sẽ được game thủ Xuân Thứ đưa về. Bởi hiệu kia thì ăn xong quả luôn, nó bên kia về nữa đây thì nó khỏe chứ. Rồi voi vừa đúng lúc hết, đẹp luôn. BB đây là xẻ, ở đây còn một quả nữa này, rất nhiều quả và làm chiếc BS trong này, nhét thêm dân vào. Rồi ui phóng binh BS này, đẹp đấy. Đây ông sư đây, để bảo có bấy hiệu rồi, anh Huy kích không sớm đâu. Đi răng L gặp một sư tử thịt luôn, phải có lực, phải thương anh Huy. Đấy anh Vũ Đình Long nhá, thank you anh, ui. Hai dân phi mà cảm thấy gần hoảng nhờ. Cảm ơn Trường đã gửi tặng em 50k nhá, thank you anh. Đồ đơn mấy cái điều này về thôi. Bài bờ đến từ cái dụ anh Huy. Đây là BB, đến từ bài đấu này, đây là BB luôn. Đang tập trung đuổi yêu. Đợi đóng xong BB, ta đóng với BL. Đây BL. BB. Roman trong tay của Mạnh Hào thì đang dò khá là rộng ở trận đấu này. Ok, cảm ơn Trường nhá, thank you anh. Gandhi đối đầu với Pan luôn á. Đang cơ cấu ra ruộng với thủ Gandhi và Pan đang tìm ra cái hốc của anh. Anh đang đúc ruộng trong này rồi. Kéo dân về. Bo thì bo dần đi là vừa. T đâu? Lâu thế. Mất một dân rồi, có T. Để đưa cái thủ Gandhi. Tránh Nguyễn Quốc Tuấn nhá. IA đầu cánh bên kia. Đây Xuân Thứ. Đối đầu với Yamato phía bạn và đang xiên được dân đối phương. Ơ, hai giò rồi. Và như vậy là đã nở hai giò tới thủ Minu 98. Đây, hai giò. Vâng, 3-1 anh em ơi, không phải đánh nhiều, nở hai giò rồi. Và tỷ số là 3-1 dành cho game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Quá tuyệt vời luôn anh em. Và cảm ơn anh Thành Thơ Thẩn nha. Ok anh ơi. Ok anh Kiên. Nở hai giò lên 98 và chúng ta xử thua được bạn ngay. Chưa lên đời 3 và đã có hai đơn vị quân đời 2. Dành cho đội bạn và hãy cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ngay sau đây thôi. Rồi, hãy cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. IA đến từ Zapper và hãy cùng chờ đợi quân bên phía đội bạn. Rồi, IA cho gì đấy? IA cho Egypter. IA cho Egypter là quân bên phía đối phương. Chúng ta có Xuân Thứ là người cầm Yamato. Zoman đến từ game thủ Gunny. Hết phô lại đến Zom này, không bao giờ phải xin gỗ đồng đội nữa đúng không anh? IA của chim sẻ và cuối cùng là bị sức cầm cá tha. Như vậy bên mình có 2 IA, chắc chắn sẽ có 1 IA đánh hot thần rồi. Màu 6 cấp 6 giờ kia. Nhìn giống hình hot thần quá, biển bị sẻ ra đầu cánh. Và đầu là 6 cây đến game thủ anh Huy. Chim sẻ cầm Yamato với bài đấu này. Anh em cho xin like, nút chia sẻ cho livestream anh em ơi, cả nhà mình ơi. Rồi, bây giờ đầu tiên đến những thủ chim sẻ bài đấu được cầm Yamato đang có một bầy hiêu đầu ở đây rồi. Làm vòng đi dò bài đấu này. Hello, hello tất cả em đang xem nhá, hello mọi người. Rừng quanh nhà vàng đây rồi. Đây là máy của Zapper với một bài Yamato đang có khá nhiều rừng, có quả phụ, có bầy hiêu. Thế nhà móc binh rồi, có thể đánh cung A lên hot thần, quan trọng anh em phải chém được, chém ưu ở thềm đầu nữa anh em ạ. Bên kia thì có con Pơ của nó một cũng khá lợi hại và thêm cả truy mệnh cầm Yamato.
Đấu 1 ngày hôm nay em đời cũng khá nét rồi. Có trận đấu đầu tiên thì anh hơi ngủ một tí với con Egypt đấy thôi. Là vòng đi dò. Đây ăn máy của Wizard. Wizard thì đang có bầy hiêu đưa về bài Katarian. Chắc chắn là dâng L rồi. Bên kia chắc là sẽ chơi nhiều P. Đánh chế thì các game thủ thường hay đánh chuột full land anh ạ. 14 trên 16. Đây ăn máy của game thủ Xuân Thứ với S đầu nhân đôi. Ăn cả hiêu cả gỗ. Bài đã có hiêu và quả phụ rồi. Không biết là đồ ăn đã ổn hay chưa, nhưng mà thế nhà thì đang rất là bóc bình. Tới từ rapper Xuân Thứ. Đây chiếc BS đầu tiên là cho game thủ Xuân Thứ có thêm bầy hiêu bên ngoài. Làm một nữa dò đến tận nhà của game thủ Gunny rồi. Đây là máy game thủ chim sẻ với con voi đưa về. Bài hai voi bầy hiêu quả phụ. Nói chung đồ ăn cũng là ok. Chém đầu cánh. Và có thêm con voi nữa luôn. Đây. Chỗ con vực ấy. Tránh đường trần nhá, tránh anh em. Anh em muốn theo dõi màn máy No 1 thì các bạn có thể tìm trên Facebook với từ khóa đó chính là Vitamin Network AOE nhá. Dạ không anh Tuệ Minh ơi. Đẩy đậu ra anh. Em được thưởng 50M thì còn khỏe hơn cả game thủ League 2 ạ. Rồi đây một quả phụ đây cho game thủ chim sẻ. S đầu thì nhân đôi tí ra khai thác nốt bầy hiêu này thôi. Quả phụ thứ hai nữa đây. Bài hai quả phụ. Huy thì sẽ câu con voi này thôi. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 5 trong kèo 44 random buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng AOE Việt Nam. Nhà tài trợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng tới từ nhà tài trợ Richman khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi đây là bài hiêu đầu dành cho anh thủ chim sẻ. Bài hiêu đầu hai voi và hai quả phụ để có thể thi đấu với một bài chém đầu cánh của Yamato. Chém như nào rồi. Anh trai im thế, 26 dân BB. Để báo về bài cũng được rồi, voi hiêu quả phụ đây cũng ok đấy. Zapper thì chắc chắn là bài đánh chủ lực lên 4 thôi. BB đây à? Vâng, như vậy là BB đến Xuân Thứ. Nhìn hơi mỏng. Ok bạn. Rồi xe máy xẻ thôi. Công ty nhiều muỗi thật. Nay tôi đã thề bạn, tôi đã bắt tầm 4 đến 5 con muỗi rồi. Mà bây giờ vẫn thấy 2-3 con đang vo ve. Rất là mệt mỏi. Tránh Viễn Đình Tú nhá. Dạ. Rồi bên lợ. Bên bờ. Và như vậy Yamato của chuyên mệnh đã dâng sát vào nhà của game thủ của anh Huy rồi. Các bạn lên sớm hết đấy. Bài sẽ kích 10-20. Sẽ chém massage rồi. Ok Kiên. Bạn cũng lên sớm à? Được. Thứ cũng báo về kích 10-20. Để bên ăn vàng tới vụ chim sẻ nhắng. Bị phù mà chịu chứ biết làm nào. Dồn đồ nhanh cho Thứ lên 4 thôi. Ô đây hai ngay cạnh nhà chim sẻ luôn này. Có hai đó chính là 98. Cho son luôn ạ. Tránh Lương Huy Tạ nhá. Đây rồi, đây con giò đối phương. Giò cho son. Bỏ rất nhanh đến 98 rồi. Có ba đầu kém bên kia, đó là Mạnh Hào Egypt. Tụi bạn sẽ có cung Egypt, Mạnh Hào và ai dâng L. Mạnh Hào cho Lê Minh Khang ạ. 4 dâng L, bơ. Một L tới từ game thủ chim sẻ. Và một BA đang xiên vào bài cho sọt phía đối phương. Rồi, là một dân 98. Nâng cấp bánh xe và xiên dần đối phương. Đấy con giò của game thủ VV98 có chém phía các bạn đây rồi. Vào ăn tân dân này. Ok. Xỉa tân dân này luôn. Và cuộc mỏ quả chim sẻ cũng cần phải để ý nữa. Chắc chắn là 98 sẽ chơi phù trận đấu này rồi anh em. Cho son thì không thể bỏ qua cái ý đồ chơi phù của chúng ta rồi. Đó, mỏ quả sẻ mình biết là sẽ bị chơi vào mà. Ai thường có lẽ bơm Xuân Thứ kìa.
anh em ơi. Năm nay đang số là 30/36 tới một chim sẻ. Gunny đang báo về là yếu ở trong trận đấu này. Mà vậy thì chim sẻ nhà chưa thành công, bắt được con giòi như bạn. Và đây là hai nhà P 98. Ai là đang chém không? Con sẻ bên chém kiểu như đơn giản, 98 sẽ phụ đen. Đúng là như vậy. Hai P đoạn ở đây rồi. Đấy, phụ tiếp theo và nó lại đen nữa. Quá hay. Đỏ thật đấy. Vậy mà vẫn phụ được. Bên này thì sân thứ đang bị vậy e. À, vậy quá rát bên phía đối phương, đó chính là cái thủ chuyên vậy. Thủ không chịu nữa rồi, tỷ số sẽ là 2-3 đến đội bạn. Toàn luôn. Chờ đợi trận đấu tiếp theo cho đây rồi. Chém vậy đi luôn đến Xuân Thứ rồi, huy thủ phù bên trong chưa kịp. Ra chơi với trận đấu tiếp theo. Bơ tới từ game thủ Xuân Thứ, quân sở trường đây rồi. Persian đến từ Xuân Thứ, bên kia là Hit Seng Egypto. Còn đội bạn cũng rất đẹp ở trận đấu này với Hit Seng Erip và một Roman. Đang Xuân Thứ là người được cầm Pơ. Một mỏ quả đầu đã có đến Xuân Thứ, một mỏ quả ít nhất là 6 cây rồi. Gunny là bài đấu được cầm Pơ nữa. Và như vậy bên mình có tới 2 Pơ, có quả, có hiệu đến game thủ Gunny. Chim sẻ được cầm IA. Và Huy Sứt là bài đấu cầm Seng. Rồi chúng ta là IA Pơ Pơ Seng. Pơ Xuân Thứ, Pơ Gunny. Rồi. Làm vòng đi dò dành cho game thủ chim sẻ nào. À, dành cho game thủ anh Huy bài Seng trong cánh chủ lực. Đây là máy của game thủ chim sẻ nắng với bài đấu được cầm Yamato đầu cánh. Cả hai bên quân đều rất đẹp luôn, bên kia là Hit Seng Egypt Zone. Bên mình thì Pơ Pơ Seng. Tránh Chu Diệm nhá, tránh anh em. Anh phải tắt cái phụ đề của nó đi thì nó mới mất đấy anh ạ. Còn anh tắt tiếng thì nó vẫn có phụ đề mà. Bởi vì đơn giản phụ đề dành cho ai? Dành cho những người bị điếc và những người bị khiếm thính. Thì anh có tắt tiếng đi thì nó vẫn có hiện phụ đề lên thôi. Nên là anh phải tắt cái phụ đề đi thì mới được. Làm vòng đi dò dành cho game thủ chim sẻ chưa có đồ lùa về, bài cầm Yamato đầu cánh. Đây là bài Pơ của game thủ Xuân Thứ với bầy hiêu đầu, sẽ có hai voi rồi. Gunny thì đang có bầy hiêu đầu đây, 4 con quả đầu đây. Huy Sứt thì là bài Seng chưa đồ lùa về và có voi có hiêu đến từ game thủ anh Huy. Rồi cố gắng lên đời sớm chém tưng bừng thôi, có voi đầu tiên được Huy Sứt đưa về đây rồi. Bài cầm Seng đã có hiêu đầu một voi và giải quyết voi này. 8 đầu cánh Xuân Thứ, nâu 1 Roman. Xuân Thứ là bài đấu được cầm Pơ, bầy hiêu được đưa về. Con xe giò Roman đã đẩy qua đây rồi. Hơi loằng ngoằng với bầy hiêu đầu anh em ạ. Đây, lỗi mà con hiêu luôn. Không được ấy. Ôi, đừng trêu nữa. Cáu đấy. Đây con hiêu được đưa về, đây Xuân Thứ chết xa thế, đi xa thế. Cày thật đấy. Rồi đây là màn máy của anh Giai Gunny. Bài Pơ này thì đang có hai hiêu hai quả đây rồi. Đồ ăn về cơ bản là đủ. Sẽ thì vẫn đang câu voi tụm tụm đây. Voi thứ hai đưa về Yamato. Chết một dân. Hôm nay chết nhiều nhờ. Điều tra đấy. Dụng như sung này. Lại chết dân rồi anh em ạ. Chuẩn bị thiết kế chết nhà bé đầu tiên tới game thủ chim sẻ. Yêu đầu hai voi bài thiếu một đồ. Em trai Đích Trần nha, chào tất cả đang xem. Và cơ cấu chết nhà bé đầu tiên thôi. Ồ, 4 voi này, ngon. Tìm cố một quả để cho khỏe hẳn thôi. Tình hình anh Huy nào rồi, hai voi quả phụ bầy hiêu, nói chung bài của Huy thì rất là ok, dễ ép đời con Seng. Gunny thì đang có bầy hiêu đầu về, bầy hiêu phụ ép nhân đôi. Còn một mỏ quả bên trên này nữa đấy, từ cái thủ Gunny. Anh đang kéo dân lên khai thác mỏ quả của mình. Sẽ thử vượt. Ồ. Vợ. Đi hai cháu nha các cụ ơi. Bảy kẹp, Gunny đã phát hiện ra. Và như vậy là bộ 7 đang 7E để không cho Gunny ăn quả. Ăn chanh với bộ 7. Đấy được anh của Gunny. Xem lách dân ra mà lùa nó con hiêu kia về. Ê, đập dân nó kia. Đang ăn chanh với 7 nhá. Đây là BB chứ Gunny.
Về phết đây anh em ạ. Rồi luôn nó có nhiều đây về. Có tí lực mà thi đấu thôi. Chỉnh dân gỗ kìa. Rồi đây Xuân Thứ. Ăn chanh mau 8. Đó chính là đâu 1. BB thiết kế đây rồi. BM. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Trẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 290k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông 8 khi anh em mua sữa 8, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi vòi tiếp theo rồi, sử máu 8 rồi, ông này kinh 11-10 này 2L luôn. Sao đã bị xúc rồi, xẻ đang bị màu 6, đó 98 xúc vào, người lên đời sớm nhất bên phía đối bạn. Lại chúng ta lên đời đều sàn sàn nhau thôi. Mất một dân đấy, chim trẻ của quả phủ đây ạ. Đi dò lắm, chết dân, quả thì không tìm thấy. Vâng, 24/28 là thất bại tại trong bài đấu này. Vixit đang tăng Nga với bài xe của mình. Cẩn thận giật hẳn với hốc 6 giờ đến từ anh Huy luôn. Gani đang xin gỗ lẹ. Bơ, đóng BA. Bộ 7 chưa lên đời. Bộ 7 đó là Mạnh Hào. Người cầm Egypt đánh chém. Bộ 8, đâu 1 thì gần như là không cửa với Xuân Thứ rồi. Vâng, đã có tê công vào khu vực mỏ vàng và mỏ gỗ. Mạnh Hào tới từ ý thủ Gandhi, bắn dân rồi bạn nào, xin đều tê nào. Cứ vít đều tê thôi. Đấy, lạc đà nở ra, đi đội bạn. Thêm một vòi đây, tới từ ý thủ Gandhi, bắn đi thôi. Rồi bạn vẫn tiếp vậy. Đây, đang đi 7 đây rồi, 7 game xong rồi. Có lạc đà với đội bạn. Tập trung bắn đi, cho tê được kê ở đây rồi, bắn phù. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Ê, giữ lạc đà, phù vẫn lạc đà rồi. Rồi, phù nằm rồi, bắn dân bạn đi. Mạnh Hào phế đấy. Gandhi xin rất nhiều tê để chơi Mạnh Hào rồi. Tên này mình nghĩ Mạnh Hào sẽ không chịu được Gandhi đâu anh em ạ. Ngon luôn. Bắn đi, chém đi. Vậy cái gì? Tê đứng bắn kìa, cho một tê đứng dần ra bên kia đi anh ơi. Chuẩn bị ra phù nữa bây giờ. Lổng. Đen. Rồi. Tiếp tục chém được con phù thứ hai của cái thủ Mạnh Hào. Tới từ Gandhi. Và thắng lại là 25/32 thì cho anh với bài Persian này. Mạnh Hào đã bỏ. Chú ý đi tìm nó kìa. Và Mạnh Hào đã tháo rồi. Bên này thì Xuân Thứ tham lai 2x đang chơi nó một dãy nảy lên rồi. Tụ lạc đà. Và có phù bên phía đối phương. Bật ngay con lạc đà rồi. Bên này thì Vĩ Sức tham lai là số là 45 đang bắt màu 6. Đó chính là 98 người cầm xem bên phía đối bạn. Làm đang khá là khỏe trận đấu này anh em nhờ. Tháp lai 50 dành cho game thủ anh Huy với một bài đấu như thế này. Mạnh Hào trong khi bảo vệ đã phế bởi game thủ Gandhi rồi. Đây là máy của game thủ Gandhi đang chặn Mạnh Hào đây. Rồi, xong thì nó bơm gỗ cho Gandhi rồi. Vâng, 23/32 dành cho game thủ Gandhi. Bên kia đang thủ phù và chúng ta đang khá là khó để có thể chơi. Sẽ tham lai 24 và đây là bài xe của 98. Cả năm đang di chuyển lên rồi, Hitty truy mệnh nó đẩy lên. Mình xuất đầu. Mình xuất bên này tham lai ở số đó chính là 57. Mỏ quả sẽ bị chơi kìa. Cả 5, cả 6 đang đi cùng nhau để có thể ốp nhanh Huy trong tình huống này. Điểm rằng có đỡ được không? Và các bạn đã nhiều phù này mà bên mình không đẩy được em ạ.
Vì đang bị ôm. Nhà chính. Thứ đang xin chăm gỗ dân sẻ chơi bên nhà Huy kìa. Vừa nâng cấp công nghệ chặt gỗ 2 đến cho Huy thủ anh Huy. Ai thử gỗ bơm cho thứ tôi kìa. Huy bắt đầu bị lao vào rồi. Có quân bên trong, có quân bên ngoài. Đây là đá bạn đầu đến rồi. Vâng, top line là 57 thì bài đấu này sẽ đang cuối 1 năm. Rồi, chém dân của cái tụi truy bệnh thôi. Vâng, đây, trên này chém. Nó đang bắt tay ở nhà đấy. Chơi đi. Ai gỗ bơm cho thử tí gỗ kìa. Ok. Và đây máy của chủ thứ thằng này 16. Máy nó tròn rồi. Đâu đây này ruộng này. Chém luôn. Đây lại cung đờ bạn ơi, vào 5D anh em. Sẽ vào 5D. Mệnh đang ố 3, à thứ đang ố 3 rồi. Ơ ruộng này. Tơ hơ à. Đuổi luôn đấy, đuổi luôn đấy, nó chết luôn đấy. Vì sức bên này thăm lại là 61, đang đi cùng Gandhi để có thể đẩy luôn quân của nguyên thủ truy bệnh vào 5. Và đang cố gắng bung nhà chính đến được nguyên thủ anh Huy. Có thể nghe đây nữa, bung nhà chính ra. Ok. Đây, đang bắn đây rồi. Sẻ đang hỏi thứ chơi không, có đang ô 3 đây. Ruộng nó bay rồi kìa bạn ơi, 9 giờ. Thằng này chết luôn này. Dân gọi là liềng xiềng đấy, quay lên góc 9 giờ chém nốt tân cung này không. Thăm lại được số là 25 để cho bài đấu này, chơi luôn đây, chơi luôn đây. Chơi. Tí nữa Huy đẩy sang bắn phụ 8 nó tươi đấy. Cho vàng màu 3 đi. Ủa em cũng lên đây, em đẩy 6 được không? Ra 4. Ok. Đây, xuống. Quay lại đánh luôn anh ơi, đánh nó luôn. Thằng 5 chết rồi, thằng 5 không gì rồi. Thằng lại là 74 đến từ cái thủ anh Huy, gỗ 2. Lên giáp 4. Vậy, 7 rồi anh ơi, chém đi. 7 đấy, chém đi, về thêm. Vậy, pha vậy rất tốt tới từ cái thủ anh Huy để kết hợp cùng Gandhi chơi màu 6 với game thủ U98. Ở nhà đã bị U7, bóng ngoái Button, mạnh hào còn vài đơn vị quân thôi. Và Huy đang rất đông quân ở đây, bản đồ đã có, sau này Huy sẽ lên bắn khu màu 8. Tạm lại ở số là 73 tới từ Huy Sứt với một bài cầm xe của mình. Đấy, rất là khỏe rồi, vậy thì cũng đã bị đánh yếu. Gandhi xin chăm thịt. Vâng, nhưng mà tham mình vẫn bị đè. Mình bơ mất tham nhiều á. Đâu, 8 đâu. Tham lại là 80 đến từ cái thủ anh Huy. Và đây là phụ đội bạn đây. Phụ 18. Roman của cái thủ đội 1. Rất nhiều phụ ở đây. Và Huy đang bắn phụ màu 8 đây rồi. Màu 5 đang giật về 10 giờ. Tham lại là 75 tới từ anh Huy. Đây là những nông dân của cái thủ truy bệnh. Bảy thủ ốp một tờ rất đau nhá. Huy đang bung nhà chính điên cuồng đây rồi. 80 dành cho cái thủ anh Huy. Đây là máy của Xuân Thứ đang quản được màu 6 với phía bạn, đó là cái vụ VV98 80 Gandhi tham lại 11. Đang quay lại chơi với anh Hà Mà Tơn. Anh Hà đã quay trở lại cái hốc của mình với mỏ vàng, mỏ gỗ đây rồi. Huy đang đẩy một kích to lên nhà màu 8. Và Mạnh Hà vẫn đang còn phù ở trận đấu này. Còn phù Egypt. Ờ nhưng mà phù con lạc đà ít máu chém luôn anh, lạc đà nó có 1 máu kìa. Rồi, màu 7 bắt đầu kéo phù về cho Mạnh Hào rồi. Cả 7, cả 8 nó chuyển đến chơi phù hết rồi. Vậy, không có không dân. Tham lai là 6 đến từ Gandhi thôi. Thứ tham 9. Sẽ tham lai là số là 20. Đây, 7 này. Và tham lai 20. Thằng 8 nó thủ phụ thằng 5 rồi, giờ hơi khó bằng 5 đấy. Huy kích 4 luôn đi. Đóng nhà đây, đóng nhà đây. Để ca đây. Ok. Bung nhà chính ra, kích 4 luôn. Kích luôn. Không có, đang dồn cho Huy kích 4 này anh. Ừ. Rồi, đứng thủ đi. Rồi Huy nhồi thịt lẻ đấy cho Gandhi đi. Xong có khi phải đẩy 17 đấy, bọn nó không đi quân đâu, thằng 6 không đi quân thì em để một kích ở nhà được không?
lại đâu, số là 1 lít tới từ cái của anh Huy. Huy đã có bản đồ rồi. Huy nhìn đường 7 nhá, đường 7 ở cạnh nhà Gunny đấy. Đầu máu chưa nâng kìa Huy. Nâng đào vàng chưa nâng. Sao cảm giác em yếu thế nhở? Yếu thật, đây phù đây. Nâng đầu máu đi. BL đi. Rồi, nằm đây thôi. Đấy, đẩy 7 tơn nó dậy nảy rồi. Bơm bơm cho Gunny chăm thịt đi. Gunny 1-4, rồi. Đấy, bắn 2 nhà P này nó, xong đều dân ra. Giờ Huy lên 4 rồi. Ủa rồi bạn đã bị bắn. Không thấy màu 5 đi quân. Màu 7 đang lao vào nhà anh Huy. Đấy, đẩy tơn này với nhà 8 không? 8 Zuman đấy. Nó ốp Huy một tơn rồi, nó ốp Huy một tơn rồi. Nó đang chuẩn bị ốp Huy. Rồi, tăng BL đi. Hết gỗ, không đủ gỗ, kinh nhập rồi. Sẽ lọt nhà này. Ôi dồi. Nó hù dân, nó đóng lời trong này rồi. Kéo quân vào trong đây. Và 1-8 bắt đầu lao vào nhà Huy Sứt. Đây, sắp đơn 1-7. Nào hù dân của anh Huy và đóng 2L bên trong hốc này của Huy Sứt. Huy bị lọt tơn đầu á. Có ai, vẫn chưa kích được đạp đôi đến từ anh Huy. Tham lai số là 86 dành cho Huy Sứt ở trận đấu này. Bày vẫn 2 khoanh ruộng bên trong hốc của mình. Đập đầu. Không dân gỗ kích đạp đôi. Đây, quân màu 8, quân màu 7 đây. Màu 5 bây giờ sẽ nhận đồ lên 4 anh em ạ, màu 8 cũng thể bơm đồ. 5 nơi đây rồi, thôi 3 đều anh em ơi, đánh trận tiếp theo rồi, 3 đều. Thua. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây rồi. Yes. Start the game already. Rồi đây rồi, như vậy là ban đối thủ Gunny ở trận đấu này. Bên kia sẽ là Pơ cho, à bên mình là Pơ cho. Cái thứ nhở bên kia là Katha Sam Chopper. Katha Sam Chopper. Gunny cầm ban, sẽ cầm Pơ. Một Pơ một ban, Xuân Thứ cầm cho Son. Và anh Huy ở trận đấu này bạn cầm Yamato. Để Huy Sứt cầm Yamato trong cánh lại đánh cung A chủ lực lên 4 đây rồi. Có voi thì của anh Huy quả đầu đang có được, đó chính là 7 cây dành cho em với bài cầm Yamato này. Tình thế rất là đẹp đến từ anh Huy. Bài cầm Yamato. Đây là bài đấu của Xuân Thứ, bài cầm cho Son. Và chim sẻ là bài đấu được cầm Pơ với mỏ quả đầu 7 cây. Anh em đang xem xém đây, mình sẽ quay trở lại sau ít phút nha anh em nhá. Anh em đợi chút ạ. Donna E. Alamaz. Glorish. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Ok, và anh cũng quay trở lại với trận đấu này thôi. Trận thi đấu thứ 6, thứ 7 trong kèo 4-4 đang được buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta có một tỷ số 3 đều rồi. Bài Pơ đang có 7 hiệu đầu 4 con về. Làm vòng nữa đi rồi, chưa nhiều voi. Dành cho anh chim sẻ nhưng đã có 2 bầy hiệu đây rồi. Và con hiệu thứ 4 sẽ đưa về trong trận đấu này. Ok, như vậy bầy hiệu đưa về thành công 18-20 đóng thêm E. 2 bầy hiệu.
vẫn thiếu một đồ. Ta có máy của game thủ Gandhi, bài đấu được cầm pan với 7 yêu đầu đưa về 7 con. Ad đầu đã thiết kế dành cho anh với bài pan này tại một cái rừng già. Có thêm voi, làm vòng nữa đi dò. Tìm mỏ quả nữa là ok thôi. Bài vi sứt thông tin bảo vệ cũng chỉ thiếu một mỏ quả nữa là bài móc binh. Bảy hiệu đưa về gần rừng để đóng ép nhân đôi tới từ cái thủ anh Huy. Bảy hiệu đầu, bảy hiệu phụ đây luôn, hiệu đôi. Rất nhiều hiệu. Đấy, lùa về thì đóng ép nhân đôi ở đây. Ép đầu thiết kế đây rồi. Có thêm voi đến từ anh Huy. Hiệu voi các kiểu đa điểu luôn. Đóng thêm e nào. Rồi đưa nó con voi này về. Đây sẽ là con voi thứ ba. Bài ba voi hai hiêu, nói chung là đồ ăn cũng là ổn với ý sức thôi. Đây quên voi này. Con voi thứ ba đưa về. Mắc binh. Đây là xuân thứ với bài đấu đã có được hai voi. Quả phụ đây, dần đang lắc lư. Đó, bận không chịu làm. Sẽ bài pơ hai voi, à nhầm hai hiêu hai quả. Không, mình không thấy. 73x, Huy đánh cung A đúng không? Sẽ sẽ rơi vào trong cánh của Gandhi chứ. Đúng là như vậy. Đây, bài Huy sượt đánh 26 dân. Thêm trên nhà bé, thêm một quả ở đây nữa. Bảy hiệu kia tí có bú không? Dừng dân và kích đời 27 dân, 8-12. Rất là ok đấy anh Huy, và thêm bảy hiệu nữa, S3. Rất nhiều bé tới từ anh Huy. Bảo Bình đấy. Gandhi đang không thấy vàng, sang nhà Huy mà ăn vàng này. Hơi xa tí. Làm bé nữa. Đây Gandhi đang đưa voi về. Bài 4 voi hiệu đầu từ bên thủ Gandhi nhưng mà lại không có vàng. Rồi chỉ biết đâu có voi này thôi. Đây sẽ BM. Và đây là BL. Summer đánh 27 dân. Sang nhà Huy ăn vàng ngay sau con vực cánh rừng dừa, à cánh rừng thông kia kìa. Chỗ anh vừa có voi đấy. Đi ra sau. Không phải phi con sư tử em gì cả. Đời xin giò đi, ăn gỗ đi, rất nóng mờ, rất nóng mờ. Đấy, ra sau cánh rừng đấy. Xin con giò lên công giáp, ra ruộng. Không có vàng đấy, chúng ta cứ tập trung ra ruộng phát triển đã. Thì ra sau cánh rừng đấy là thấy bỏ vàng của Huy, nó đang có ghét ăn cả vàng cả gỗ đấy. Thì vào trong đi. Rồi xem sẻ chém nào. Bài dâng L. Đây là mỏ vàng của anh thủ chim sẻ. Gandhi vào nhà của anh Huy ăn vàng rồi. Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 7 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ Richman là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều những mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em nữa, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đẳng cấp công giáp đầy đủ, ngựa giò và sẻ vừa mới con giò của mình rồi. Huy sức đang bị pơ vào chơi luôn, ôm bom luôn rồi. Khó đấy. 8, bắt được con giò đội bạn. Đấu 8 đó chính là đô 1, người cầm pơ. Và có con giò mới lên từ đô 1 luôn. Khỏe thế là rồi. Có vàng đây Gandhi ơi. Rồi tạm thời bo nhỏ được thì anh Huy đang bánh xe giữ mạng đã. Bài đô 1 ôm bom lên sớm quá. 2L luôn từ đô 1, khỏe thế là rồi. Bây giờ Gandhi liệu có P vụng gì ở đây không? Huy đang câu giờ chờ bánh xe. 3L luôn à. Nâng cấp đó chính là chặt gỗ để cho xin lỗi nhờ nâng cấp qua một áo đấy từ anh Huy. Không kịp vậy rồi, chạy thôi. Và cả màu năm vào luôn. Kata và Pơ vào tìm Huy sức rồi. Đây là chim sẻ đang chăn màu 8 bên phía đối bạn. Pơ. Đây bỏ vàng đây chém chéo đi. Chọc chéo hai đầu. Rồi là đà đi cái BE kia là được. Đà đi BE này là được. 30 đó tham lai của chủ chim sẻ. 6 này đi ăn xa ấy nhỉ. Huy té đi. Gandhi chuẩn bị chạy vàng đi. Huy sức thì bye bye Huy sức rồi. Chéo. Rồi làm thêm tân dân nữa. Và đây là BS ăn voi tới từ game thủ đầu 1.
Và đội 1 sẽ mất vàng. Vàng tham lai là 32, số thứ đang cố gắng phủ. Phủ có 7. Vậy. Vậy. Phủ kiểu gì đây? Bấm đồ cho Vi Sư Kiến em ơi. Rồi phủ được con chém đây rồi. Màu 3. Đấy. Đi nốt mỏ vàng màu 5 đi. Bên này thì Gunny tham lai là 30, lên giáp cho cung R. Và đẩy vào nhà màu 6 cho đấy bạn. Ok. Gunny có một phủ đây thôi, hơi ít phủ đi Gunny. 8 thì chết nhiều rồi. Màu 6 bay hết rồi. Màu 6 bay hết rồi, anh em bình tĩnh thôi. Vi Sư đóng được A ra, nở ra là được. Ai nhiều vàng bơm. Vâng, đang vẩy e đến từ lâu 1. Tập trung sửa đi kìa. Bán đi. Vẫn đang sửa chất lực tới từ game thủ Gunny. Và tham lai của anh là 32. Rồi, bán hết lạc đà 18 đấy, 8 feed rồi nhá. Xong 8 rồi đấy. À, em chào anh Nguyễn nhá. Gunny bơm đi, cho thẻ trăm gỗ 1-1. Đúng rồi, bán nốt dân 2 dân đi dân của 8 nữa rồi, ok. Bơm đi. Vâng, đây là phù của game thủ Xuân Thứ với rất nhiều dân đội bạn. Màu 6 đóng A bên nhà 7 nhá. Rồi kéo hết dân về thôi. Bạn nhiều phù này thì Thứ không vào được. Bơm đồ Vi Sư thôi. Đây quản màu 7 đi. Nó nhiều phù lắm. Ừ, thế được. Và đây là máy của game thủ anh Huy với tham lai 34. Lên bản đồ luôn đấy Vi Sư. Thịt 8 lít thế này. Đào vàng đi. Mày tự ăn vàng đi chứ, 800 thịt kìa, xong dân đấy cụ. Vâng, đây là máy của anh thủ chim trẻ với tham lai là số là 14. Đi nốt bỏ vàng 1 năm nào, chim chéo được nhờ. Ờ, được này. Rồi. Tập trung chém dân vàng của người cầm 1 năm. Đây là máy của game thủ anh Huy. Thịt 800 đây rồi, sau kìa. Bạn ơi. Đang bán bình tĩnh. Bảy đánh phù. Cũng thêm giờ chính nữa đây rồi anh Huy, sắp dần cho nó nhanh. Tăng cái A nữa, thiếu gỗ quá. Đấy đâu, chuẩn bị vào mặt trước này, xem bo cái mặt kia lại không. Tham lai của Huy Sư là 47 rồi, đang đỡ rất nhiều cung A, thịt nhiều. Chạy lên Đình Toàn nhá, chặt tất cả nó xem. Đây đây. Đang lên, đi nào, Huy có bản đồ rồi, bình tĩnh. Bây giờ tiếp theo đi từ cái thủ anh Huy. Mày này. Đây rồi, bạn ơi. Lạc đà bạn kìa, bạn ơi, đem lạc đà đi. Rồi, đây một kích phù đó này. Huy 700 thịt này, sẽ bơm được quá nhiều đồ. Đây, đang dí đến nhà A đó rồi. Phù đó kìa. Đen luôn cái BA đấy thưa anh Huy. Đây phủ đây anh ơi. Anh chạy cung đờ đi kìa. Làm cái A nữa không em? Dở cho nó mắc binh. Anh em thiếu vàng quá. Bạn đây, bạn phủ lại đi. Phủ lại cung A đi kìa bạn. Lùi. Vâng, thằng này 64 đấy thưa anh Huy, đỡ rất nhanh rồi. Đang bắn đây, bắn phủ đây, bắn cung đờ đây. Bạn đây. Vâng, đang cố gắng bắt cung đường màu 6 đấy từ cái thủ anh Huy, rất nhiều nhà BA với bạn cầm Yamato này. Sẽ còn ăn hoang được gì nữa không? Giờ sẽ ăn thêm bấy nhiêu nữa rồi. Xem nâng cấp đào vàng cho nhiều dân ăn vàng, xong nhiều dân ăn vàng ra bơm đồ kích 4 luôn đây này. Vâng, Huy và Thứ đang đứng kề con dốc này, nhờ nó lên kìa. Ăn phù được không? Không biết là Huy đã nâng đào vàng hay chưa đây. Như là vừa mới đông rồi anh em ạ. Tham lai là số 61 đấy từ anh Huy. Cung A nó nằm xuống khá nhanh. Nó phù nhiều cung A quá. Tụ đi. Ăn vàng đi. Nó dồn lên này.
Và thằng này anh Huy là 58 ở trận đấu này rồi. Màu 6 bắt đầu dồn lên đây rồi. Rất nhiều phù thế cả màu 7. Anh Gunny không còn phù nữa. Phù đông này. Bắn đi. Tham Lai là 57 đến từ game thủ anh Huy. Màu 6 đang kẹp cung R và phù màu 7 đẩy lên để có thể công nhà Huy sứt. Huy đang vít rất nhiều cung A. Và Tham Lai là 47. Lùi về A thôi. Huy bị đôi dí rồi. Vẫn phải sắp thêm quân để đỡ đã. Nó dí đến tận mông với A rồi. Cứ tập trung sắp châu quân ra đi, để đỡ đi. Cảm giác cung A của Wizard nó cứ kiểu bị yếu yếu đam đấy. Thôi đừng tác hại nữa. Tham Lai là 57 giờ vào đấu này. Đây đâu chỗ là quân này em. Giờ nó vào, bắn đi. Và Tham Lai là số là 52 đến từ thủ anh Huy, 7 chơi toàn phù thôi. 6 thì mấy cung R, Summer này, 98 này. Và Tham Lai 54 đến từ cái thủ anh Huy. Đỡ được. Nhưng phải làm sao để đẩy lùi nó ra đi bằng rừng tham kích 4 tơn. Bạn phù lại mấy cung A 7 đấy. Tham cân thôi. Bơm lên đóng nhà đấy. Mày đóng nhà chưa? Đóng nhà rồi, kích 4. Sau đi vòng tròn nó bắn kìa. Đứng thủ mà. Đang đứng thủ nhà đây, có đi đâu đâu. Rồi, kích đi. Và Tham Lai là số là 60 đến từ anh Huy. Bị nốt tấn công nữa, bắn đi. Ok, đã bắt thằng 6 đây rồi. Tham Lai của anh Huy là 60. Đấy, bắt thằng 6 đi. Đấy, đào vàng chật lực lên, đồng đội đang ăn thịt cho rồi. Thằng 7 đi vòng ra sau mông nhà em kìa, bắt thằng 7 đi. Đấy, đàn phù nó này, nó phù cả dân của em này. Xúc cho nó trận. Đấy, tóm cả 6 luôn, nó tuổi gì? Mình là cung Nga mà. Đèn bớt ruộng đến từ anh Huy. Và Tham Lai là 60 rồi, bài đấu này 6 chạy vòng tròn chết hết quân rồi. Kích 4 rồi. Đã thấy. Từ đợi đến 4 cầm hot ra bắn bắt đầu nó bây giờ. Thủ xong rồi. Để một nửa sau đấy luôn đi, không như tí nó lại chạy vòng cho nó mắc giờ. Tham Lai 61 đến từ anh Huy. Mình nghĩ rằng Huy sức chuẩn bị nở tân hot. Em ơi, anh nghĩ bây giờ cung A em để lực mà xong hot với cả nâng công nghệ ấy. Rồi, nâng lửa lên, nâng lửa ấy, bắn chặn gì đi. Làm tân bắn chặn cho nó máu. Tầm xa. BC lên bắn chặn. Thiếu thịt. Đấy, kiểu gì nó giờ câu vào mặt sau của em. Vâng, trẻ đang hết dân, đang xin đồng đội thịt. Có 7 vẫn đang công phù ở phía sau. Đừng bắn chặn, hot đã ra. Lùi hot đi. Cũng hết hot. Em ơi, cầm hot xuống đánh thằng 6, còn cung A ra bắn thằng bắn phù thằng 7, anh nghĩ là hợp lý hơn đấy. Đấy. Vâng, 8 nó xách lạc đà ra, nó chém Huy dứt rồi. Tạm lại là số là 51 dành cho bài đấu này. Và bây giờ thì lạc đà rồi bạn đầu vào, phụ thêm hot nào. Nhưng mà bắn chặn rất nhiều những con phù thủy màu 7 nó đứng ở phía sau. Tham Lai Huy là 48. Bắn đi. Đây, hot đang nở ra đây rồi. Cung đường màu 6, lạc đà rồi bạn đầu lao vào. Phù rồi bạn ở phía sau này. Và Tham Lai Huy là 4x và đang đỡ nhà trước cả 3 người bên phía đối bạn luôn. Vâng, Huy sóc cung A này. Rồi, bây giờ sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Quân nào. Đây là Pan đến từ game thủ anh Huy ở trận đấu này. Và đánh cũng trận đấu quân dành cho bên kia. Đó là Gekia Katamin Quýt. Gekia Katamin Quýt còn gì nữa. Huy sức cầm Pan này ai chịu được. Cầm IA thì bạn chịu được, chứ cầm Pan thì thôi. Đúng không em? Đây là quả đầu.
Maxi đến từ Zapper đây rồi. Vâng, đây là máy của Gunny với bài đấu được cầm Kelly. Và chim sẻ là người được cầm Hitty. Ok. Mình bạn ok là ok. Ở đầu đang có 6 cây, có voi đến từ cái củ chim sẻ đây rồi. Làm vòng đi dò. Ở đầu 6 cây, một voi. Đang sắp dần một thể bài trong cánh. Đầu cánh đó chính là Wizard cầm pan, hit pan. Cái này thì ai chịu được. Cánh bên kia là Seng với cái gì? Bên kia là Seng với Mark. Lại càng không chịu được nữa. Quýt. Đúng không ạ? Bài hai voi rồi, có thể là 3 và 4. Đấy, ít nhất là 3 con rồi. Đừng có câu voi chết dần và đừng gặp sư tử solo chết dần nữa. Chết ít thôi. Oan chết dần. Chết mệt. Có anh Đoàn Nguyễn, Đoàn Nguyễn với 99 sao gửi tặng chim sẻ nhá. Huy chủ lực đỉnh quá. Ok anh ơi. Em sẽ tạm thời đánh giá đó là lời khen này. Huy sức. Làm vòng đi dò đến bài đấu này. Có thêm 7 hiêu nữa rồi. 3 voi 7 hiêu. Trận này Sparta thua anh gửi Hải 500k. Mỗi anh em 400 nhá. À mỗi anh em 100 nhá. Chia luôn. Rồi 4 voi chắc chắn rồi, cũng trượt đâu rồi. Mấy cái hình này quá quen rồi. Đưa đôi 4 voi này về. Em cháy dương quá nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì rất xin lỗi anh em khi mà mình không thể tiếp tục báo anh em là cắm quýt mời ăn trưa được nữa rồi. Hôm nay thì quýt quyết định xin tôi là tối bạn lên bình luận, bạn đừng bảo là tôi mời bạn ăn trưa nữa. Mệt quá, chúng nó toàn gọi, chúng nó hỏi. Làm vòng đi dò. Bài 4 voi hiệu đầu đến từ chim sẻ, thiếu đúng một quả nữa thôi. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Lắm xe dò này. Bài Make dâng lờ lên đi cùng Seng. Gần tất cả thể loại bên kia luôn. Trận này thì tôi nói thật bạn, với một thế bài như này mình nghĩ là khó thua lắm rồi. Gắn đi là bài đấu cầm Seng đầu cánh. Bài còn có hiêu về đây rồi. Dân đứng chơi đây rồi. S đầu đây rồi. Asus TV với bầy hiêu đưa về. Bầy hiêu đang có được 6 con, có voi. Gặp sư tử không chết dân, điềm rồi. Không thể thua nữa. Ui giời, bài hiêu đầu hai voi này, pan bụng này. Quá mắc binh đúng không ạ? Còn hiêu tiếp theo sẽ đưa về từ game thủ anh Huy. Ta đã đủ gỗ đóng S đầu rồi, bây giờ phải đi tìm cái cánh rừng nào để hạ chầy ngay cái BS lại. Thừa gỗ nhiều quá rồi. Chưa đóng được S đầu đi từ anh Huy. Còn hiêu tiếp theo sẽ nằm. Không thấy rừng đến từ Huy sứt luôn. Đây rồi. Làm luôn BS đây, đây đây đây. Mắc 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 mắc. Và đâu nhờ. Hơi ít dần ăn gỗ. Và chúng ta sẽ cần phải thêm dần ăn gỗ nữa. Sẽ đưa anh Huy. Đưa voi về. Tài 3 voi hiêu đầu. Có quả chưa em? Chưa có quả anh em ạ. Vâng, và đến với trận thiếu này, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ Richman. Một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng IMA Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới. Và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k. Voucher 10k cho đơn 159k. Tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm. Combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em không tìm một đồ nữa, ép tròn này Huy. À đây, trên này có bầy hiêu nữa. Bốn voi hiêu đầu với chim sẻ. À, năm. Năm thôi. Có nữa đâu. 6 à. Lục phế bôn thì bay rồi. Xin phép anh em là bay ạ. Có bình à? Ok bạn. Thôi thật bạn, trận này thua thì tôi nghĩ là anh em một team quá tài cớt nên tốt nhất là nghỉ luôn kèo. Đừng đánh nữa. Thật với bạn thế. Trận này thua thì tôi tốt nhất nghỉ, không khác đánh tiếp. Bảo lưu kết quả. Về kiểm điểm lại nhau đi. Gần 700 thực kích đời 1 đến từ Huy Sứt. Quá hay. Em như này nữa. Em định trốn à? Khán giả check ba rồi, không chạy đâu. Ừ. 10-50 mới xin giỏ này. Và mình đầu cái bên kia rồi.
xem thằng Ia có đánh ấy không. Xuân thứ dâng sâu bên trong rồi, gắn đi đánh chém luôn à. Ok, xiên mini 8 đây. Anh em check vào vì sự ra thế này, mini đánh cung đầu cánh nhá. 6 đang vào nhà gắn đi, 1 bê thủ. Rồi, xiên dân đây làm 2 con, 5 đầu cánh bên kia, gửi. Vâng, như vậy gắn đi đang xin thịt lẻ ở đấy, dâng đi. Hai mươi lăm đến từ cái thủ gắn đi. Đây dân của người cầm màu tám. Vậy rồi, tóm nó đi. Ok, hay quá anh ơi, bắt được giò ấy rồi. Nào, sẽ tham lai là số 26. Vâng, bình tĩnh. Anh em đợi tí, Huy đang tập trung. Nằm chết rồi. Cái này không chịu Huy rồi. Pha vậy rất tốt đấy từ anh Huy. Vậy cái gì? Xin tuổi đội bạn luôn đúng không ạ? Ruộng rất nhiều đấy Huy sứt. Nằm gậy ở đấy. Rồi dí lạc đà vào, xả. Lạc đà pan di chuyển quá nhanh thôi anh em. Ông năm này có một quả không ăn nữa nhỉ. Rồi và tỷ số được quân bình là 4 đều anh em ơi. Chúng ta cũng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Sau đây tôi bảo rồi, trận này đánh mất ra thua thì tốt nhất là nghỉ kèo, không đánh nữa. Đúng. Chúng ta cũng chờ đợi trận tiếp theo anh em nhá. Mọi sai lầm quên kích đời đều được lu mờ bởi tình huống chém chết đội bạn. Đội bạn quýt là thắng. Ok chưa anh em? Tuổi gì? Quýt. Yes. Start the game already. Đây là Babylon dành cho game thủ anh Huy. Một thế bài đầu cánh. Và đội bạn là Sam Hit Purple. Ôi, đẹp thế. Sam Hit Purple của Mạnh Hào và Phô của No 1 nữa. Càng nhờ. Đây là bài Babylon đến từ game thủ anh Huy. Chúng ta có chim sẻ bài đấu được cầm Egypt ra đầu cánh, chắc chắn kẹp Sam. Chúng ta có mặt máy của Gunny bài cầm Zom Zom. Và cuối cùng là Zapper với con Summerian của mình. Kìa lại có con Pơ vào, khó chịu nhỉ. Tránh đông lên nhá, tránh anh em. Đấy, là vòng lý do thôi. Summerian thì chắc là thử đánh cung ở cái thế này rồi. Thế ra là mắc binh. Vấn đề là cái vị trí kẹp Sam sẽ là ai thôi. Egypt đang có một mỏ quả, một bầy hiêu, một cái rừng. Đông hình đánh cung quá rồi, hai voi. Sắp sửa mắc. Rồi bây giờ một quả bên trong sát cánh rừng về 12 giờ là mắc của mắc đúng không anh em? Ở trong đấy đẹp luôn. Càng ngang nhà khung, góc 1 giờ có thêm cánh rừng nữa. BA đóng gần quả đầu. Ui giời ơi. Ai chịu được? Đúng không ạ? Tôi mà cầm bài Egypt này thì xin phép anh em. Tầm như đâu một gặp bài đấy của tôi chắc không chém được. Ít đầu cánh Wizard luôn, bổ luôn. Trái Nguyễn Thế Hiếu nhá, chắc anh em đang xem. Đây là bầy yêu đầu dành cho anh thủ chim sẻ sẽ được xử lý. Hit đi 6 giờ sát Huy Sứt. Yêu đầu 7 con đây chim sẻ. Rồi luồn vẫn đi lại về. Chào anh Bùi Trung 10 nhá. Rồi như vậy thứ đang muốn dâng A để kết hợp cùng Huy Sứt xử lý luôn con Hit đi. Ok. Rồi bài gắn đi báo về cũng được được rồi. Sẽ đang luồn đốt mấy cái hiệu này về. Theo anh em 12 giờ có quả phụ không ạ? Mình nghĩ là có đấy. Trận này win là anh Lê Long. Tí. Đi đồng quân đối thủ, em nghĩ người ta nhập từ đầu rồi. Em tranh thức quý tộc nhá. Ngào à. Bây giờ mới xem quân đối thủ để báo. Trong khi đồng đội đã biết trước là sẽ đánh như thế nào rồi ạ. Cày thật. Rồi, ép đầu. Em dừng nào, 12 giờ, quả không. Xíu cho lại nhé, đang 4 đều anh ơi, không nghe. Anh cứ dọa em. Tí mà em đăng bài, à, không phải đi đôi voi. 4 voi. Đấy nhiều voi, rất dễ chết dần. Có 4 con hiêu, 7 hiêu đầu thì tí em ra xử lý sau. Bây giờ em ra đưa 3 hiêu về, có đồ lùi về sớm đây rồi. Tránh Nguyễn Duy Khánh ạ. Xe ngáo, ở đấy, 12 giờ có quả phụ, em đã bảo rồi. Cung chứ. Chắc chắn rồi. Thế thì được. Một rừng duy nhất, 2 BS. Rồi, đây chiếc BS là nhà bài đấu này.
Đang lưỡng lự. Hitty đầu cái bên kia rồi đấy. Ui rồi. Bài mốc mình chém được được. Chém nha. Bài 6 voi quả phụ. Thôi sẽ chém đấy anh em ạ. Bài mốc binh quá. Không dừng nên là thôi, chuyển sang đây chém. Vâng, và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng A Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em. Khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em nữa với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rất nóng BB lại đi đâu này, ngao thật rồi ở kia. Vâng, em chào anh Đặng Tùng Vi nhá, hello anh. Có kiểu gì nhờ kiểu xem. Hôm nay thao tác như kiểu tác hại ấy. Chết dở, hôm qua đánh với anh Vũ con này đâu ta. BBL mỗi ba lên đời nhá, helper dâng lời cho hit đấy. Vi cẩn thận. Vâng, sẽ kích 10-24 với 3-26 dân. Còn một voi để dành rồi. Nhúp đi. Bài này là bài chém chặt gỗ anh em. Nhầm. Mà kiểu gì chẳng được chặt gỗ đúng chưa. Nâng. Mua. Có ai nằm lòng bàn tay rồi. Cháy Thuận Đức nhá. Nào dậy cũng xem đầu cánh xem là ai. 4 nhá. Gentleman the Foe. Chọc chéo bỏ vàng nó một dân đi kìa. Tinh tế vào. Nhìn hình đoán chương trình ngay. Đấy. Gây. Quá hay. Không sao. Mã này 1L2A thì không sao chịu cả. Cái gì? Cái gì? Không nghe. Vậy như vậy là đồ 1 đã gãy con ngựa giò của mình rồi. Bo à? Hay có nhờ nhiều gỗ khác. 1L2A đúng hình luôn. Rồi 1L bánh xe. Đó là lựa chọn của Chim Sẻ. Đó là con chắn chặt gỗ đây rồi. Sang bên phía đồ 1 góc 1 giờ. Không thấy cái dưng nào luôn anh em ạ. Hitty à? Thì bởi vì Hitty không đẹp lắm anh em ạ. Úi giời, đồ 1 quá hay. Và 1L2A đến từ cái chủ Chim Sẻ. Biết là đồ 1 đang búa cái gì với hai con voi to đùng ngã ngửa trước cửa nhà mấy công an này. Quỷ rừng to thế nhở, chắc chắn là bo rồi. Úi giời, còn cả quả phụ nữa thế này, anh đồ 1 làm cho gì đây. Quả này quả cũng sẻ. Nào xem em dai nào, em dai đang lọt được hốc của Hitty. Không kẹp à. Thằng 3 dâng L rồi, thằng 4 ở đây. Thế còn một thằng Summerian đánh cung ở trong cánh sẻ nữa à. Đúng không? Cần hết à? Cần hết là cần cái gì? Nó một phô thì chắc chắn đi rồi. Vấn đề là còn một thằng cung ở trong cánh nữa đấy. Mà em sẻ lên đời, em ăn thêm một quả nữa này. Chết giờ. Phải quá, xong dân đều nhá. 33. Rồi, và bắn dân này thì nó một không chịu được. Có một lạc đà nó một đến nhà Chim Sẻ Nắng. Vàng ơi. Vàng ơi, mở cửa ra. Mở cửa ra, cửa giáp anh ơi. Nhầm. À. Có P đến từ anh trai. Và con P nó sẽ nằm xuống ngay và luôn. Luôn và ngay. Ngay và luôn. Vậy. Chết chưa? Chắc chết rồi đấy. Rồi, vậy rồi. Ái da. Hello baby. Ai cho Huy xin chăm thịt cái. Ok. Thứ đã cho Huy chăm thịt rồi. Nó một không lạc đà để nhà Chim Sẻ. Nó một không bánh xe các bạn ơi. Một không bánh xe các bạn ơi. Cả nhà mình ơi. Ây. Tốt. Bạn này rất hay đấy. Một con bánh xe rồi. Một con kiểu rồi. Một con trong cái này. Không kiếm xăm đâu. Không kiếm xăm đâu các bạn ơi. Ok. Lót. Ok. Chơi cả thằng một cân đôi luôn. Ờ nó đôi vòi nó để dành thằng ạ. Bạn ra ba sát hết bản đồ 1 giờ đi bạn. Sát hết bản đồ 1 giờ thấy quân là 1 bắn luôn. Bắn.
Ít thế. Ồ, motor nó đủ, đừng chạy, bắn nó đi. Ừ. Đây, dân nó đây này. Rồi, nó toàn cung lấy máu thôi. Ây da, nó có tớt nữa. Ây 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 ây. 52 đây, Xuân Thứ rất là khỏe rồi, bạn đừng có hạt đi nhá. Vì xin bên này tham lai đang ở số là 26 và đang khiến cho Mạnh Hào và game thủ 98 đang chưa qua được cánh của mình. Nhưng mà Mạnh Hào đang có những con lạc đà vào đây. Đã đi tham lai 22 thôi cho bé đấy nhỉ. Bờ xe là được, đây là quấy một rồi. Thằng một đã mất tay nhá, đấu được một mạnh các bạn ơi. Nó đang chạy dụng chứng cái nhà rồi. Chém luôn cung nó đi anh, một con. Tuổi gì? Bốn con thì thôi. Rồi tham lai 21. Trời nó luôn. Bất kể thằng nào, chắc chắn nó một gãy rồi nhá. Vẩy e, vẩy e thế là đà bên trong chém được. Vẩy tiếp, vẩy ở ngoài, hay quá. Đập đi anh ơi. Đập thì vẩy cái nữa rồi. Nghe à, anh Quỳnh đâu nhá, siêu đâu anh Quỳnh ơi. Vào 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 siêu em gái. Nghe. Đây đây đây, đang lên đang lên đang lên, thằng 4 feed rồi. Tham lai ở số là 41 đấy, từ game thủ chim sẻ vài một L2A. Và đây là thời điểm phải BC và lên đầu máu và chuẩn bị có một tơn bung nhà chính ra đến từ game thủ chim sẻ để có thể tăng nhà quân. Bắt đầu vào 1-1 của game thủ truy mệnh. Máy game thủ Gunny 1-1 ở ngay 2 giờ sẻ nhá, ngay 2 giờ ra trước bản đồ một tí. Và đây, ok, sẻ đang đến rồi. Thứ cẩn thận ở nhà nhá. Gỗ 2 rồi, bạn đứng một lớp giáp 2 không? Tôi sợ tí, bơ là bà bạn thôi. Lên đầu máu, ok được. À, thằng 3 về cứu, thằng 3 về cứu, thằng 2 về cứu ở giữa bản đồ, bạn gặp nó giữa bản đồ kia. Thằng 2 lên đánh sẻ, thằng 2 lên đánh sẻ. Ờ thì đánh thằng 1 đi, vào đánh đi, chết thằng 1 đi. Bạn ơi, nhanh 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 nhanh. Vào. Đấy, trong ruộng chính nó rồi. Nó dần quân bên trong bạn ơi. Tông 1 này lọ mọ thật đấy, cay ghê. Chơi. Đang ở A đây, bạn đâu? Ờ, vào trong đây. Đấy, dí vào trong đây bạn. Thằng 2 đi quân rồi em ơi. Ừ nhưng mà nó đi quân rồi, em vào xúc nó đi. Tham lai là 42 đấy, chim sẻ máu 2 đã bắt đầu đến nhà. Chim sẻ đáng đó chính là Vitamin 98. Đánh bay 1-1 đi đã, xong quay lại ôm nốt thằng 2 là xong. Đánh chết 1 đi, sẻ chạy cũng được. Bỏ thôi. Bỏ người chạy lấy của. Ui, dân, ăn dân, ăn dân. Bố đây, màu nam anh em ơi. Nhanh. Ư, các cụ ơi, chạy hộ cái. Các cụ ơi này, các cụ ơi này. Đây này, đây, gỗ bảy tiếp em ơi. Làm gì đấy? Vâng, tham lai là 40 nên chim sẻ. Ơ, ngu thế. Đâm đầu cái họng này, ây. Bắn luôn, Thứ ơi, chặn đầu này rồi, bắn đi bạn ơi. Tấn quân 3 giờ. Đây là máy của thủ Xuân Thứ. Đúng rồi, sẻ chặn đầu kia rồi, chơi. Và tham lai là 94, quay nó vào, chạy hộ cái. Xích cổ nó luôn, nâng đá bài các bạn. Ok bạn, bạn quá uy tín luôn. Và tham lai được số là 94. Ôi, phin dành cho game thủ truy bệnh luôn anh em ơi, ôm phát chết luôn. Ở nhà màu 2 đang làm cho Xuân Thứ nhưng kệ. Không nghe, bắn BE vẩy BB bên trong. Nhưng không gỗ, E cũng được. Ôi. Không có. Đây là Huy Sức cũng đang đòi vẩy E màu 2. Nó đang mất tay rồi bạn ơi. Rồi ôm thằng 2 xong đi. Đấy, phải đánh một trận là xứng đáng để đốt vào highlight như thế này. Chứ để 5-4 được chưa anh em? Cày ghê. Cày ghê à? Chúng ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo. Sau đây anh em ơi, 5-4 được chưa anh em? Trận này anh em thấy hay chưa ạ? Đánh phải thế mới rực rỡ, máu lửa, tưng bừng sắc vào. Hay không các cụ? Nếu như mà anh em nào thấy hay, comment chữ Hải Mario trong chat cho em thấy đâu ạ. Nhớ là Hải Mario nhá. Lại kêu hệ bi dên này, cày thế. Rồi, đây nốt trận là đã không ưng rồi. Do man. Ba IA một Kata thì đội bạn quýt. 5 IA đến nữa. Mỗi đội một cầm Kata thôi, Roman đến từ Wizard. Chúng ta có chim sẻ cầm Pan. Nó lên 4 đấy. Pan nữa đến từ cái thủ Xuân Thứ rồi, lắm Pan đấy. Một IA đánh cung A thôi là bên mình vỡ đấy. Đây là Maxi đến từ game thủ Gunny. Rồi như vậy chúng ta là Pan Romax, bên kia là 3 IA một Kata anh em ạ. Chào anh em nhá.
Chào Khánh Nguyễn. Thằng nào đánh cung A ôm thằng đấy. Chuẩn chưa? Ui, bài gắn đi bóc bình nhá. Ok. 9 giờ. Chuẩn luôn. Được mà. Dân 21 đi rồi. Đi đau chân không đau đi được hết. Tránh Nguyễn Thanh Tùng nhá. Bên kia sẽ có một nhà lên Kuma rồi anh em ạ. Tránh Đào Văn Sai nhá, anh muốn một combo nhà để trợ Richman anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận anh em nhá. Đùa mấy thiên này về. Uy đánh trong phù lên 4. Không của thua sửa tỷ số luôn nhá, 6-6-6-6 nhá. Yeah. Rồi đây là bài ban chia sẻ. Thường thì những cái bài không lên đời là những cái bài không lên đời thật. Có một bầy hiêu, có hai bầy hiêu. Không, ăn đi dâng lời, ăn đi là chủ lực anh. Anh bị đau đít, không chủ lực được. Chủ lực những người không bị trĩ cơ. Mạng C chủ cái gì? Làm vòng đi dò. Tranh Nguyễn Như Nguyên nhá. Rồi, bài ban đã đủ đồ với hai hiêu và hai quả. Không con voi nào đưa về nhỉ? Sư tử kìa. Đừng có va vào nó nữa, bây giờ va vào nó là chết dân đấy. Bây giờ né đi. Giờ cụ phải quay lại cụ phi sư tử này thì chịu. Rồi, như vậy đây sẽ là end đầu nhân đôi. Tới từ cái thủ chim sẻ với bài bàn của mình để có thể khai thác cả hiêu và cả gỗ. Một thế bài ở trong cánh sẽ cũng dâng lờ. Đến từ cái thủ chim sẻ nắng và tìm chủ lực đối phương để xúc. Gắn đi cũng sẽ dâng lên vào đúng cái hình chữ A kia. Đấy. Xả vào ngay kiểu gì ông hình chữ A đây cũng sẽ là ông đánh cung A về phía đối bạn rồi. Yamato không ra thì cũng Kata đánh chắc nhà. Cứ phải vào tóm đối bạn đã. Zapper bảo vệ bài bàn Bắc Binh. Ây. Bất kể thằng nào. Đúng bạn. Một L2A. Có làm cái P nữa cho sạch điệu không? À chưa. Ui. Ui rồi ôi. Chết tôi. Thôi xem luôn số thứ đây anh em ơi. Thôi. Ừ. Rồi voi đưa về. Ơi. Tí đi bạn làm tôi hơi giật mình đấy. Rồi xem máy xuân thứ luôn anh em bảo mong mình quá. Và đến với trận đấu này tôi xin giới thiệu với bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cái gì cơ? Anh Dương quá lại bảo là năm đều nào anh. Trận này không thể thua được anh ạ. Bắt buộc là trận này phải là 6-4. Bắt buộc phải thắng trận này. Đi chơi cụ ơi. Tưởng quên. Với cái đời 15% thì chậm thế. Sẻ thì đang có 19 dân pan. Dâng lên trước cửa nhà Huy Sứt đây rồi. Gắn đi thì đi lút cán luôn anh em nhá. Anh có thể đọc thông báo Facebook anh Minion Hoàng ơi. Đây, check tin nhắn chợ cũng được ạ. Đây, em nhắn tin anh rồi. Một đánh cung đầu cánh á. Rẽ lên 12 giờ không? Không rẽ. Đầu cánh Huy mà, đầu cánh Huy trên 12 giờ mà. Đấy, cung trên đấy mà. Anh đi xuống dưới làm gì? Cái gì thật đấy, không được nhầm. Rồi, xem Zapper nào. Bài đã kích đời rồi. Chắc chắn là kích 9, sẽ kích 10 thôi. Đã lùa nó mới hiêu về, dò đẩy đi. Bài sẽ là một L2A. Lùa nó mới hiêu về. Đẩy cái hiêu này thôi. Đâu. 3 dân vàng, công giáp đầy đủ. Cả tha đâu cái này. Làm hai ruộng luôn, rất đẹp mắt. Bỏ vàng này không ăn thì ăn bỏ vàng nào. Ở vị trí của dân kia vào chặt cái mỏ đá bên đó, đó. Đúng rồi. Tinh tế mà. Đây chim sẻ đang đối đầu với mỏ ba. Và đang tông thêm một cái gì nữa vào đây rồi.
ba này đánh chém. Rồi gắn đi cho cái A, không để mà đâm y. Này do lỗi vòi này. À, mày đi đâu? Bê A ở đây để bắn vào mỏ vàng đội bạn, rất tinh tế. Đúng ca CCT cho bạn nó. Xẻ bên này thắp lại là 20/28. Đây, rò vào 3 đây, lạc đà chuẩn bị ra rồi, phải chết. Này ok, cả hai anh em chơi 3 rồi. Đuổi đi, úi giời dân này, úi giời ơi, các cụ ơi. Mấy em sao? Mấy như nào? Như nào phải nói? Chạy này, nhạt. Rồi, thằng này tin rồi. Không có gì cả, 1L1A. Anh bắn vào nó chưa? Ok anh ơi, hay quá anh ơi. Tránh Lê Hùng nhá, tránh em. Xỉa luôn. Đây là máy của kiếm thủ Gunny. Rồi, màu 3 mất vàng rồi. Đấy, chém luôn vàng nó, 3 feed rồi đấy, không thi đấu nhá. Một IA bên kia là phế, bạn giải quyết được thằng Kalai nữa. Ai rồi giữ đi. Mật bố loài dần đi rừng. This 50k mất 2 dần đi rừng rồi. Thôi quay lại đóng mà không có dần đóng lở. Đưa thêm 2 dần nữa lên đi. Thằng nào? Ừ thằng 3 feed rồi không có gì cả. Tập... Nào lên đánh thằng 1 luôn chia sẻ ơi. Đang đưa T lên đây rồi bắn nó đi. Đây thằng 3 đây rồi. Ôi thằng em tôi. Vấn đề bây giờ là Gunny không còn dân ở đây nữa các bạn ạ, à. Còn toàn T rồi. Ôi, giải quyết nốt 2 dân thằng 3, vào nhanh thằng 1 đi. Lên. Xẻ rồi, xẻ nó đi A lúc này. Mà đóng được cái K thì thắng mốt rồi. Đây, dân của 4 bên phía các bạn đang chạy, xẻ tóm giữa bản đồ. Gunny có cung T thôi. Gunny lại đưa thêm dân lên rồi, ơi cứ từ từ. Sắp chém đi cụ. Làm cái mỏ quả nữa. Mỏ 4 nó đi quản chim sẻ, nhầm. Tham lai là số 29. Dapper tham lai 3x. Cục L2A. Quy sức sóc dần đều nhá. Ok luôn em ơi. Ông thì lấy thứ nhiều đồ lắm. BC cứ kiểu mà phát triển cho khỏe đấy em ơi. Rồi đây em nói gần đi sẽ là phải 2k tới từ con Max C này. Để mất 2 dần đi rừng. Yếu quá. Hai chuyện na đến từ Mạnh Hào á. Thằng ba phít ơ nó phít ra nó đè lên nhà rồi. Rồi như vậy màu 2 cũng đánh cung nữa anh em ạ. Đây gắn đi có vàng đây rồi, đang chuẩn bị công ca này, xe ơi ra. Mặt e này xe này. Uy ơi chú ý chém bây giờ vác về mặt 11 giờ em ơi. Không phải vào mặt đấy đâu. 2k đây rồi. Con phụ lên đi Uy ơi. Nó đông cung A phết rồi đấy. Thằng 2 cung A đấy nhá. Ô nó mở cho em vào kìa. Thôi đừng vào. Để máy gắn đi. Rồi đợi hai con thì vào. Rồi quyết rồi tỷ số là 6-4 rồi chúng ta cũng cửa thua rồi anh em. Thua nào được trận này. Cái ghê. Rồi anh cũng trở lại trận tiếp theo chỉ đá fit luôn rồi. Nó không còn gì thi đấu rồi. Quá luôn thằng ba. Rồi anh cũng trở lại trận đấu tiếp theo rồi. Kết thúc rồi bạn nào. Còn 249 kèo nữa anh em. Bạn 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 khỏe đó. Sao ông 4 này giúp vào nhà bạn. Ờ hai đấy cũng à. Ôi nhìn cái hốc nó bẩn. Đây đấy cũng à đây anh Hào ơi. Đây rồi, Egypt đến từ game thủ sơ thứ. À, đấy cũng xem quân ở trận đấu này là gì nào. Max Seng Min. Thằng 4 công có gì ấy sẻ. Ba Min lọn này. Max Seng Min baby. Rồi, chúng ta có sơ thứ cầm Egypt đây rồi. Trẻ cầm Max C. Không thấy quả. Bên trái, màu vàng. Đây. Đấy, thấy được kìa. Đấy. 6 cây à? 5 cây à? Không rồi, quả đầu cho 6 rừng dừa kia rồi. Đây là một quả đầu đến từ cái thủ chim sẻ. 5 cây.
6 cây à? Ờ, 1 cây đây. Huy thì thấy mỗi 5 cây quả min oan. Gandhi là bài đấu được cầm Sumer. Sumer đến từ cái thủ Gandhi trận đấu này. Bên kia là Maxim Min Baby. Huy xuất thì 5 cây quả. Ờ, là bọn bây giờ bài min oan này đầu cánh này. Và như vậy Xuân Thứ quyết định đánh cung lên sớm, sẽ dâng lờ. Và bấy hiệu mỏ quả đã có đến từ Zapper. Gỗ đầu hơi xa đến con Egypt này, em tránh thảo nhá, hello anh. Đùa bấy hiệu này về thôi, bấy hiệu 5 con. Đổi máu quân rồi à? À, chuyển mệnh level 3, level 1 lên level 1. Ờ, ma của level 1 này. Màu 3 là chuyên bệnh cầm min oan này. Mà xem Baby mạnh hào. Rồi ok. Voi đã có đi rồi, gắn đi chết dân rồi anh em ạ. Voi đưa về. Giữa nhà quả kìa, đi giữa anh là chính đến thấy kìa. Ok anh. Summer gắn đi quyết định dâng. Bài thứ thì đã có voi hiêu quả phụ đây rồi. Còn voi sẽ đưa về cho bài đấu này. Bài đầu mày cũng nằm thôi. Công cửa. Ba đầu cánh đó chính là Min Oan của truy mệnh. Cần nó đây. Cắt đi thì đang cơ cấu chiếc S đầu để có thể nhân đôi. À, có voi về nhà chiến dân là tưởng gặp sư tử chiến dân. Chán. Đánh đấm này chết. Giữa nhà quả phụ trẻ ơi. Bên phía gần đi. Nhưng mà chắc thôi cho anh dài ăn đi thôi. Không anh dài dễ nảy mất. Rồi đây là con Max C của chim sẻ. Bảy hiệu đưa về. Bảy hiệu phụ. Quả phụ giữa nhà với Xuân Thứ. Đi đủ đô. Đấy xong anh dưng dừa đi thêm một vòng nữa thấy. Nhặt luôn đôi voi. Đấy gặp rồi kìa. Đấy. Đã nhặt. Bài đôi voi bầy hiêu quả phụ và bầy hiêu phụ nữa. Rất nhiều đồ ăn. Như vậy thông tin bảo vệ 6 giờ có địch. Thế thì Gandhi không đi dừng nữa rồi. Đánh nhà bắn luôn. Không biết là nào kèm xong 6 giờ nó trộm một đôi voi bị sứt đằng kia ngoài máy rồi. Đấy con voi được đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Phá câu hai voi nhưng mà không thành công. Thằng nào lấy mất đôi voi của em. Em có đôi voi về đấy. Rồi xuống ăn quả với cháu nó thôi. Chuẩn bị nhìn hình đoán chương trình. Thằng nào. Ở đây con voi nữa vẫn mắc. Không. Ơ, con quả với em à? Xem kiểu sao á? Ok. Vậy về xem của 98 đây, chết dở rồi. Thằng này thì hơi căng anh em ạ. Cũng hệ lộ mọ. Kích. Rồi, như vậy là 9 tròn đấy thì anh Huy. Ôi, chết rồi. Xóm thế. Ờ, đây em nói cái thủ chim sẻ. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AME Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc đẹp toàn diện cho nam giới. Ở trước cửa nhà bạn có con voi kìa. Sẻ đi dâng chỉ cho thư cái. Vâng, đang giới thiệu với anh em về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AME Việt Nam. Richman là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, có voucher toàn sàn cho anh em nữa, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đeo mỏ vàng đến từ game thủ chim sẻ. Xem của 98 lên đấy rất sớm. Rồi công giáp trọng quý sức rồi. Vì tham 24 thôi. Phải kích 11. Kích. Ăn tranh với màu 2, 98. Và rồi công giáp đang trọng quý sức rồi. Đóng thế nhở. Có giò đấy thì anh Huy. Này xin hai giò vừa hủy một con đi rồi. Chờ cô đóng S5 vàng.
Ăn đi OT xem xuống nick nó trận đi. Tránh thực TT nhá. Sẽ bắt đầu lao vào nhà màu 3, đó là Minh Hoàng chuẩn bị gặp kia. Max C dâng L ở đó chính là No 1. Cái kia sẽ là Seng và Baby. Cái này là Minmark đang chậm dân đội bạn đây rồi, gió thủ tới người cầm 1-3. Chuy vậy 1-Y luôn. Đâm Y 1-3 luôn. Bé ruộng tại BS đến từ chim sẻ nhàng. Phải đóng thêm một cái BG. Ui xuất sắp không chịu rồi, xuất 98 rồi. 1-L đâm Y vào trong tim đằng kia. Rồi thêm mấy cái ruộng nữa ở đây. Tí đèn BB ra đóng cái Y. Làm một cái Y thủ em hốc. À đèn BE. Rồi Y cay mỏ vàng đội bạn, cay khuyên ruộng. Là ok. Mặt máy các bạn đang xem sẽ là mặt máy của game thủ Gandhi. Đang đối đầu với game thủ Vim 98 của Gandhi. Đánh lên BL nhưng mà nó đang nick luôn Gandhi rồi. Cố gắng tăng L2 đến cái thủ Gandhi. Bạn đang nắm quả này. Lạc đà nở ra. Vô máu luôn. Chém luôn cung đường đội bạn. Từ đây là lạc đà của anh. Với tham lai được số là 23 từ Gandhi. Ui bên này tham lai 22 đang chém dân màu 2 được rồi. Màu 2 chết 5-6 dân. Sẻ bên này tham lai là 29. Đâm Y. Đây Y cày mỏ vàng đối phương. Lên giáp cho Y. Là làm cái Y thủ tại hốc. Đây 1-1 đây rồi. Còn Max C đi dâng đến từ nó 1 và sẽ bị xẻ quản luôn, quản được cả Max C các bạn nhá. Thịt à? Đây, cho chăm thịt. Thứ đang có tham lai ở số là 25 rồi. Đang bị đi khá rát đấy từ Xuân Thứ. Đang có cục cung, có 3 và đang khá đông lật đà trận đấu này. Cục đó là những con chém Max C của nó 1. Hai nhà vào chém Xuân Thứ luôn. Đang tụ cung R để dìa chém đối phương. Rồi bắt đôi con chém đây thôi. 8 cân, chỉ 8 con trục dân nữa thôi, đang ở bên gần nhà Gandhi. Rồi đây màu 3 đây, Nhân Hoàng giữ bản đồ. Sẽ đã phát hiện ra Baby trong cánh đánh cung. Màu 1 đã bị nhờ mất cả vàng lên đấu 1 luôn rồi. Không để ý, ngủ luôn. Đời quá, màu không ăn được chưa? Chạy đi đâu? Rồi màu 3 bay hết cả vàng rồi, xiên nổ BL luôn. Tích được nhiều là đà lắm, thứ yếu đấy. Đuổi ra lắm. Đã xế mất vàng, mất đất hoang rồi. Và đây là máy của game thủ Anh Huy với tham lai 22. Đang bị máu 2 chặn. Đây là một 4 đánh cung A. 4 đánh cung A ở trong góc 3 giờ. Huy phải xem cách nào dâng A được cơ. Dâng chặt gỗ đây từ Anh Huy. Sẽ tham lai là 34. Đây, chém rồi bạn đây. Dân của Xuân Thứ kìa. Khổ thế à rồi. Nó nick rồi. Tham bắt đầu bị đè khi màu 4 của game thủ Mạnh Hào nở tham. Đây, dân Ân Hoàng màu 1 đây rồi. Một hết dân Ân Hoàng nhá. Sẻ có 300 thịt, 500 vàng đây. Gỗ nữa. Đấy, em nhậu đi. Và tham lai 36. Bấm gỗ đi kìa. Sẽ dân 7 huy lộ nhá. Giữa map. Đây xiến hết nhà đấu 1 rồi. Đây còn một dân đấy nữa. Tham lai 36 đấy. Thủ chim sẻ lên cả chiêng. Tí tích mới có đi vào cày nhà của Mạnh Hào cùng anh em. Khi mà Huy dâng được A thì chúng ta mới tính tiếp được. Còn không dâng được A thì khoai. Bắt buộc phải dâng A bởi vì thứ cũng không khỏe nữa rồi. Thứ bên này tham lai chỉ còn là 16 rồi. Đã đi quảng của 3. Bán hoang. Gặp lại nào kìa. Ok, một quả này hơi khó để chuyển thứ vào. Rồi đến vào rỉa đi. Lộ rồi à? Lộ luôn về đi dâng đến cho anh Huy rồi. Đóng cái mặt 2 giờ mới được. Độc thế. Tham lai 20 nhờ bài đấu này. Thôi, đánh trận mới, 5-4. Thua. Xem kẹp xăm cân đôi rồi, khó quá. Chỉ 8 khỏe thật.
Chờ đợi trận đấu tiếp theo sau đây rồi, chung kết tiếp theo rồi bạn anh em nhá. Chưa để kết thúc được anh em ơi. Phong phong thủ thủ, Babylon bật thế. Bên kia là Pan Rome cho phô. Pan Pan 98 Roman truy mệnh. Cho son của Mạnh Hào và phô ở đâu một. Sẽ cầm baby thôi anh em ạ, quân xấu đấy. Minot đến từ Zapper. Trong cánh Gunny cầm Minot luôn. Và cuối cùng là Wizard cầm Make. Chiêu. Làm vòng đi dò dành cho bài đấu này, bài Max C của game thủ Anh Huy. Sẽ cầm Babylon. Cái này chắc là sẽ có cung A ở trong trận đấu này rồi. Bài sẽ thì quả đầu khá là xấu đây. Xuân Thứ đang muốn đi dâng lời cho chim sẻ. Gì phải hốc khi mà nhà tôi đã không luôn. Hai quả được. Làm vòng đi dò. Làm vòng đi dò thì sẽ đã có quả phụ đây rồi, chưa đồ lùa về. Gatti thì đang có những cái đi dò đầu tiên, 7 hiệu đầu đây rồi. Và đi anh Gatti cầm cung đời, anh em gửi cho hết đúng không? Làm vòng đi dò. Bịt mũi thì không gửi được đúng không? Cày thế nhở? Và... bắt lại gửi à? Đấy là loại đầu tiên dành cho đối thủ Gunny. Câu rồi, thấy là đây, nhúp ngay rồi. Bà phụ đây nhá. Ăn luôn đấy. Nhúp luôn rồi đấy. Đã bảo rồi, trong cái thế mà bắt buộc mình gửi rồi thì không thể thoát được. Đây là voi đầu tiên đưa về đánh cho bài đấu này. Quay đấu nữa. Hết đầu. Gặp sư tử không chết dần. Phải thiếu tí đồ thôi. Rồi, giờ có voi này. Ui, may là đứng dưới dốc đúng không anh? Yeah. Rồi, cuối cùng thì voi cũng về rồi. Ok, S2 nhân đôi cả hiệu cả gỗ bên ngoài. Và phủ bên kia nhau vi sức kia rồi. Bài sẽ có voi, S đầu. Hoàng thế. Bài hiệu đây. Như vậy là bài hay quả một voi. Thế từ con Babylon này. Đây được rồi. Đánh cung, Xuân Thứ dâng lờ. Cháy vũ trọng quý nhá. Đây sẽ là bài hiệu được đưa về tới từ bài đấu này. Bắn máy của Zapper. Quả phụ. Một bài hiệu về. Rồi BG vào giữa luôn. Bắn chuẩn. Có voi, thêm bầy hiệu bật bật nữa. Không thấy nào cái bầy hiệu này khiếp. Tận ở Tây Vực này, bạn bảo anh Hưng ra ăn bầy hiệu này nữa. Và đây gắn đi. Bài đôi voi bầy hiệu một quả, cơ bản rồi. Không còn minh hoan đánh không ai. Anh em có vẻ đang rất mong là chúng ta thua ở trong trận đấu này đúng không ạ? Yeah. Đây, anh em cũng toàn có 16 đều cũng kiểu này. Rồi, đưa nhiều này ra, đóng được S rồi. Đây, S2 đây. 83X với bài 27 dân tới thủ gắn đi. Tôi vào bình hưu một quả, quả cơ bản. Chào trọng giang nhá, chào anh em.
Ok, và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông 80 khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 13-10 thì anh Huy với 25 dân của Make. Quả quả này gắt đi ăn rồi. Đi ăn vàng. À, ai đây? 6 nhá, 6 đầu cái nhá. Zom. Thấy một quả này luôn rồi. Zoman của cái thủ truy bệnh. Vì đang bo vàng. Hai giò chọc luôn nhá. Ban Zom. Ban Zom cái này, ban Zom cái này. Rồi, tí lừa lừa đúng cái y ra đây thôi. Vì đang khá là yếu thịt bởi vì bị xúc đúng vào vỏ quả nó hoang rồi. Phơi xác 6 dân. 8 dân Nga nộp 1 phô. Các bạn còn một con cho son của Mạnh Hảo ạ. Đây dân hoa 16. Một y từ anh Huy. Giò nó đến gần trước cửa nhà đấy anh ăn đi nhá. Đây dân Nam đi đâu đây? Có lạc đà rồi. Đang đóng y rồi. 3 đến 1 lờ 1 A. Đưa dân đi đâu nhỉ? Tìm thế nào? Vì có y sẽ giải về trước cửa nhà của game thủ Gandhi thôi. Hai con dân 3 này đi đâu đây? Vì đang xin y. Ra đứng bỏ vàng đứng nhà Gandhi. Đấy đang đứng đây. Chém hai dân đi dâng này với cầm bóng nam xem nó dâng cái gì. Rồi ăn được một dân nữa. Kìa mỏ vàng Huy, mỏ vàng của em kia. Giật cho mình. Thằng này định công cái gì rồi. Không chém một dân này rồi anh em ạ. Đây đứng gì đây. Cho Huy ra đứng đây, đứng gần vàng mình là được. Nó đụng vào nhà anh ăn đi thì kê. Cho Huy thịt được không? Thằng Nam định đi công ca nhá, thằng Nam định đi công ca bị Huy tóm một dân rồi còn một dân nữa. Huy còn mỗi 3 đi đấy. Đó cũng lời nhá. Xuân Thứ tham lai là 32, tham lai rất to đấy Xuân Thứ. Đang đi A 18 đây rồi. Ba mươi hai tới Zapper ở trận đấu này. Bơm đồ cho Gandhi và anh Huy. Nuôi hai anh em. Rồi. Ít máu thôi bạn, chút lấy máu thôi. Rồi, tổng lại là 31/40 trận thứ bài đấu này. Bạn chơi đồ nhồi cho Huy tí thịt bạn đây. Ừ, có 3. Rồi. Đấy, Huy ra y đi. Y 2. Sẽ vẫn đang bị quay bởi hai nhà và tham lai là số 1. Đứng trong rồi, đi chăn rồi. Từ thủ thôi, sẽ chưa đẩy được ra đâu. Đang thủ đây. Thủ được. Anh đường qua ra ngoài được chưa? Chưa. Ờ chưa. PA nữa đi. Ok. Tham lai là số là 48 đấy, từ thủ gắn đi. Tăng thêm VA nữa, gõ cái VA kia đã. Rồi. Ăn vàng, đứng đầu vàng lên nào. Tập đều quân. Huy xuất sau còn thực xong y không? Đấy, cứ ra y đi, nó ôm này anh. Cả đi chưa ra ngoài được anh em ạ. Ôm này, cả 8 đến rồi. Ok. Bó chắc rồi. Đây mấy gắt đi. Anh add friend với cái thằng 6 luôn. Anh không cần luôn à? Được, anh bắn bắt đầu nó cho em. Đang bắn với đây.
Ra đây anh ơi, thằng kia có mấy con cung, ra đây. Nga đây rồi, không phải đỡ kiểu gì. Cấp 2. Chắc thế, này cẩn thận thế. Ok anh trai. Rồi, một cáo, vàng đấy. Trẻ bắt đầu đẩy cái bên kia rồi, tìm cho Son đấm đã. Ra 4 rồi. Rồi, bán. Rồi, cho Son bị bán rồi. Đây, 3-3-3-3. Rồi, đúng rồi. Tham gia được số đó 73, đây là cái chủ chim sẻ với mình, hai chủ lực. Đó là tỷ số chung cuộc dành cho anh chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Chiến thắng dành cho cái đội chúng ta. Có ai? 7-5 đó là tỷ số chung cuộc anh em nhá. Chiến thắng chung cuộc dành cho cái đội chúng ta trong kèo 4-1 đã được buổi tối ngày hôm nay. Tuyệt vời đúng không ạ? Ok cho anh em. Và buổi livestream trực tiếp của tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn lại anh em vào ngày mai với những kèo đấu của Sparkle Gaming. Và bây giờ thì xin chào lại anh em và chúc anh em buổi tối ngủ ngon. Tỷ số đã định là 7-5 dành cho Sparkle Gaming khi đối đầu với Vimin Network AOE. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.